Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 549. Hoàng Thiên Đế tầm mắt sáng lên, nói, phải không? Vậy thì tốt. Đao Phong Nữ Hoàng cắn răng nói, người đã có biện pháp, vì sao muốn nhìn xem Đại Tử Thụ Hoàng chết đi? Diệp Thần bất đắc dĩ nói, Đại Tử Thụ Hoàng không chết, chẳng qua là. Đao Phong Nữ Hoàng nói, chỉ là cái gì? Diệp Thần nói, ai, ta dẫn người đi gặp nàng một chút, các người đi theo ta. Hắn lấy ra Thánh Linh Phù, mang theo Đao Phong Nữ Hoàng cùng Hoang Thiên Đế, xuyên toa hư không, truyền đưa đến Tinh Không Thần Sơn đỉnh núi. Tinh Không Thần Sơn đỉnh núi, tuyệt đối yên tĩnh, chung quanh không người, mà lại nơi này ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, không cần tận lực che lấp thiên cơ, cũng cùng bên ngoài ngăn cách. Thái Thản Tinh Tòa, hiện. Đi vào Tinh Không Thần Sơn đỉnh núi về sau, Diệp Thần liền tế ra Thái Thản Tinh Tòa, chỉ thấy Thái Thản Tinh chỗ ngồi mặt, đang phong ấn Đại Tử Thụ Hoàng. Nhưng bây giờ Đại Tử Thụ Hoàng, đã là một bãi lạn nê, bùn nhão bên trong lăn lộn tóc của nàng, răng cùng trong mắt, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị, khủng bố, âm u, không thể diễn tả. A, à, Đao Phong Nữ Hoàng thấy thế, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế dài nhọn kêu thảm, khó mà tiếp nhận một màn trước mắt, nàng nhe răng nứt mắt, lại cùng một đầu nổi điên tựa dã thú, hướng Diệp Thần bổ nhào qua. Hoàng Thiên Đế gấp vội vàng nắm được đầu vai của nàng, ngăn lại nàng, nói, Đao Phong Nữ Hoàng, đừng xúc động, không phải luân hồi chi chủ sai. Mọi loại sai lầm, tội tại sửu thần, người trách cứ luân hồi chi chủ thì có ích lợi gì? Hắn nhìn thấy Đại Tử Thụ Hoàng đã thành bùn nhão bộ dáng, cảm thấy lại một hồi buồn bã, nghĩ đến không bao lâu, chính mình cũng có thể là sa đọa thành như thế bộ dáng. Đao Phong Nữ Hoàng bực tức nói, tại sao có thể như vậy? Đại Tử Thụ Hoàng làm sao lại biến thành dạng này? Bây giờ Đại Tử Thụ Hoàng bộ dáng, có thể nói là sống không bằng chết, như vậy sa đọa thành bùn nhão thảm liệt cảnh tượng, để cho người ta không đành lòng xem lần thứ hai. Diệp Thần thở dài một hơi, liền đem Đại Tử Thụ Hoàng ngạc tuyển chi thủy bùng nổ, chính mình không có kịp thời ngăn cản sự tình, đơn giản nói một lần. Chuyện này, cũng là hắn trong lòng áy náy. Đương nhiên, này cũng không phải lỗi của hắn. Là cổ tinh môn Hiên Viên Vương, dùng cứu vớt Đại Tử Thụ Hoàng tên, đưa nàng toàn thân ác mộng sát tập trung một điểm, dẫn đến bùng nổ thời điểm, như thiên băng địa liệt, không thể vãn hồi. Diệp Thần cho dù có thôn hồn quỷ châu, cũng không cách nào lại cứu vớt Đại Tử Thụ Hoàng, bởi vì nàng tại ngạc tuyển chi thủy sát khí bùng nổ về sau, nàng đã thành một bãi bùn nhão, sát khí cùng bùn nhão hỗn hợp, không còn sự phân biệt, khó mà hóa giải. Đao Phong Nữ Hoàng hít sâu mấy hơi, cắn răng. Thân thể một hồi run rẩy, cuối cùng lại lắc đầu nói, thật xin lỗi, Diệp Thần, ta biết, không phải lỗi của ngươi, là sửu thần này lão tặc, còn có Hiên Viên Vương sai. Diệp Thần gật đầu nói, tiền bối chịu thông cảm, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là nghĩ biện pháp cứu vớt Đại Tử Thụ Hoàng. Đao Phong Nữ Hoàng nói, ngươi có những biện pháp gì? Diệp Thần khẽ cau mày, nhìn xem Thái Thản Tinh chỗ ngồi mặt phong ấn Đại Tử Thụ Hoàng. Đại Tử Thụ Hoàng bây giờ bộ dáng này, mong muốn cứu vớt nàng, biện pháp đơn giản nhất, liền là dùng luân hồi sách trở lại quá khứ, trực tiếp sửa đổi nhân quả. Đương nhiên, biện pháp này, đơn giản nhất trực tiếp, cũng nguy hiểm nhất, muốn trả ra đại giới, cũng lớn nhất. Trước không nói Diệp Thần luân hồi sách, linh khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, coi như khôi phục, có thể sử dụng, nghĩ trở lại quá khứ, cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo làm hiến tế. Mà lại sửa đổi đi qua tuyến thời gian về sau, dắt một phát động toàn thân, có thể sẽ dẫn phát đủ loại bất trắc hậu quả. Tựa như lần này, hắn sửa đổi Thương Thiên Lạc Nguyệt đi qua, ngay tại không không lúc nào không bên trong đã dẫn phát chấn động mạnh, này loại sửa đổi đi qua thủ đoạn nghịch thiên, không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Nếu là ta có thể tìm tới Chu Tước mảnh vỡ, dùng Chu Tước thiên hỏa đốt cháy, có lẽ có khả năng tịnh hóa Đại Tử Thụ Hoàng sát khí. Lại dùng thôn hồn quỷ châu trừ tận gốc, liền có thể giải quyết triệt để tai họa. Diệp Thần tầm mắt lóe sáng, đại khai có ý nghĩ, Chu Tước mảnh vỡ mạnh mẽ, cường đại đến một mảnh vụn, liền so cả viên thiên hỏa mệnh tinh đều muốn nóng rực mạnh mẽ. Nếu có thể đạt được Chu Tước mảnh vỡ, Diệp Thần có lòng tin tịnh hóa Đại Tử Thụ Hoàng ngạc tuyển chi thủy sát khí, tuy nói này loại tịnh hóa, không thể chỉ tận gốc, nhưng đến tiếp sau chỉ cần hắn lại bắt kịp thôn hồn quỷ châu, liền có thể triệt để chỉ tận gốc. Đao Phong Nữ Hoàng lẩm bẩm nói, Chu Tước mảnh vỡ, người biết ở đâu? Diệp Thần nói, ta đang chuẩn bị đi tìm.
Đao Phong nữ hoàng tầm mắt ngưng tụ, nói tốt, ta cùng đi với ngươi. Diệp thần nói, cái kia rất tốt. Thương nghị sơ định, Diệp thần liền thu hồi thái thản tinh tòa, đại từ thụ hoàng sa đọa thảm liệt bộ dáng, hắn cũng thực sự không đành lòng lại nhìn lần thứ hai, quay đầu hướng Hoang Thiên Đế nói. Hoang Thiên Đế, đại từ thụ hoàng bi kịch, ta tuyệt không thể tùy ý hắn ở trên thân thể ngươi tái diễn, ta lập tức liền thay ngươi giải quyết Ngạc Tuyền chi thủy tai họa. Hoang Thiên Đế nhãn tình sáng lên, nói, vậy làm phiền luân hồi chi chủ. Diệp thần gật gật đầu, hiện tại tế ra túc mệnh chi hoàn. Oanh long long, túc mệnh chi hoàn năng lượng nổ tung, khí lưu cuồn cuộn, vận mệnh hào quang nở rộ, lại mang theo hắc ám màu sắc, tại Hoang Thiên Đế cùng Đao Phong nữ hoàng trước mắt hiện lên ra tới. Chỉ thấy tại túc mệnh chi hoàn phía trên, đang khảm nạm lấy một khỏa đen kịt xâm nghiêm, quỷ khí tràn ngập hạt châu, chính là trong truyền thuyết thôn hồn quỷ châu. Thôn hồn quỷ châu, năng lượng cực kỳ nổ tung khủng bố, lúc trước Diệp thần vô pháp trực tiếp trưởng khống luyện hóa, cần khảm nạm đến túc mệnh chi hoàn phía trên, mới miễn cưỡng thu lấy. Nguyên bản thần thánh rực rỡ túc mệnh chi hoàn, tại thôn hồn quỷ châu tà khí bao trùm dưới, cũng là trở nên vô cùng âm u, một mảnh xám khói mù đen kịt. Trước đây Diệp thần, đại khái có thể phát huy thôn hồn quỷ châu 3-4 thành lực lượng, hiện tại theo hắn tu vi tăng lên, đại khái có khả năng phát huy ra 5-6 phần 10 uy năng, nhưng nghĩ phải giải quyết Hoang Thiên Đế Ngạc Tuyền chi thủy, rõ ràng còn chưa đủ. Hoang Thiên Đế cũng nhìn ra điểm này, nhướng mày. Ha ha, Hoang Thiên Đế, đã lâu không gặp. Chỉ thấy túc mệnh chi hoàn bên trong, một luồng khói xám bay lên, hóa ra một đạo to lớn thân ảnh, chính là Thái Thản Cự Thần. Thái Thản Cự Thần năm đó, cùng Hoang Thiên Đế là hảo hữu chí giao, hôm nay hai người gặp nhau, Thái Thản Cự Thần trong đôi mắt, lộ ra một vệt thổn thức. Thái Thản Cự Thần, là ngươi. Hoang Thiên Đế nhìn thấy Thái Thản Cự Thần, đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó lắc lắc đầu nói, nghĩ không ra ngươi cũng lưu lạc đến tận đây. Ngày xưa Thái Thản Cự Thần, có thể là túc mệnh chi hoàn chế tạo người, một thân Thái Thản võ đạo thần thông, rộng rãi bàng bạc, đỉnh thiên lập địa, tung hoành vô tận kỷ nguyên vô địch, nhưng hôm nay Thái Thản Cự Thần, đã triệt để suy sụp, thoạt nhìn giống như là túc mệnh chi hoàn cùng thôn hồn quỷ châu khí linh, đã không còn ngày xưa phong thái. Đến mức Hoang Thiên Đế, tình trạng thì càng kém, Ngạc Tuyền chi thủy phát tác tra tấn, hắn toàn thân đều bò đầy nhuyễn trùng, tràn ngập âm u hư thối hôi thối khí tức, thật sự nếu không giải quyết Ngạc Tuyền chi thủy tra tấn, hắn liền muốn giống đại từ thụ hoàng như thế, bị ăn mòn hư thối thành một đống lạn nê. Thái Thản Cự Thần thở dài, thuộc về chúng ta thời đại, đã qua, bây giờ có thể lưu tại luân hồi chi chủ bên người, kéo dài hơi tàn, ta cũng tính may mắn. Ha ha, tương lai luân hồi chi chủ phi thăng tinh không bị ngạn, ít nhất ta cũng có thể đi theo được nhờ đúng không? Hoang Thiên Đế cười khổ nói, liền sợ ta là sống không cho đến lúc đó. Thái Thản Cự Thần nói tiếp, có khả năng, luân hồi chi chủ nhất định có biện pháp cứu vớt ngươi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, cũng rất muốn nhìn một chút, Diệp Thần muốn dùng thủ đoạn gì, cứu vớt Hoang Thiên Đế. Dù sao hiện nay Hoang Thiên Đế, Ngạc Tuyền chi thủy phát tác đến quá lợi hại, Diệp Thần chỉ có thể thôi động thôn hồn quỷ châu 5-6 phần 10 lực lượng, căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu Hoang Thiên Đế trong cơ thể ác mộng sát khí. Diệp Thần mỉm cười, nói, Hoang Trị Thiên Đế, mời ngươi tiến vào cái này sấy khô trong lò. Hắn tế ra đạo Thiên Sơn Hà Lô, bày ra tại Hoang Thiên Đế trước mặt. Hoang Thiên Đế lấy làm kinh hãi, có chút chần chờ, nhưng vẫn gật đầu, theo lời tiến vào đạo Thiên Sơn Hà Lô. Ta trước đun sôi thân thể của ngươi, thậm chí, có thể muốn đem xương cốt của ngươi nấu nát, kể từ đó, ta lại điều động thôn hồn quỷ châu, hấp thu trong cơ thể ngươi ác mộng sát, vậy liền đơn giản nhiều. Diệp Thần nói ra kế hoạch của mình, muốn hoàn toàn hấp thu Hoang Thiên Đế trong cơ thể ác mộng sát. Hắn cần trước nấu nát Hoang Thiên Đế thân thể. Này đun nấu quá trình, hết sức thống khổ, hy vọng ngươi có thể chịu được, nếu là nhịn không quá đi, vậy chúng ta lại mặt khác nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thần nói, Hoang Thiên Đế biến sắc, hắn coi như nhuyễn trùng bò đầy thân, nhận hết ô uế ác mộng sát tra tấn, nhưng dù sao cũng là thiên đế, thân thể 10 điểm kiên cố mạnh mẽ, Diệp Thần muốn nấu nát hắn thân thể, hắn cần thiết tiếp nhận thống khổ, tất nhiên là cực kỳ khốc liệt. Bên cạnh Đao Phong nữ hoàng cùng Thái Thản Cự Thần nghe, đều là một hồi động dung. Hoang Thiên Đế cắn răng nói, có khả năng, luân hồi chi chủ, ngươi tới đi. Diệp Thần gật đầu, cũng không có cái gì lưỡng lự,
trước điều tới tinh không thần chỉ ao nước, rót đầy đạo thiên sơn hà lô, lại tế ra thiên hỏa mệnh tinh, đại lượng thiên hỏa vây lại hỏa lò, bắt đầu mãnh liệt đốt cháy chưng nấu. Hắn lần này quyết đoán cực nhanh, chủ yếu là sợ đại từ thụ hoàng trên người bi kịch, lại tại hoang thiên đế trên thân tái diễn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô lỗ lỗ. Tại thiên hỏa mệnh tinh nhiệt độ cao hỏa diễm đốt cháy dưới, nước rất nhanh sôi trào lên, điên cuồng đun nấu lấy hoang thiên đế thân thể. Hoang thiên đế chỉ cảm thấy tê tâm liệt phế đau nhức, nhưng vẫn là cắn răng cố nén, cũng không có để cho mình kêu ra tiếng. Diệp thần nhìn thấy tại nước sôi đun nấu dưới, hoang thiên đế thân thể dần dần nứt ra, có từng tia từng sợi ác mộng sát khí bay ra, nhưng cũng không có tung bay, mà là như giỏi trong xương, quanh quẩn tại hoang thiên đế chung quanh. May mắn có đạo thiên sơn hà lô, bằng không nghĩ nấu nát hoang thiên đế thân thể, có thể không dễ dàng như vậy. Diệp thần âm thầm nghĩ, đạo thiên sơn hà lô chính là lạc phi thiên tư tưởng vĩ đại kỳ quan, ký thác dung luyện thiên đạo tư tưởng, cực kỳ hung mãnh, liên thiên đế thân thể đều có thể luyện hóa. Nếu như không có đạo thiên sơn hà lô, Diệp thần nghi ánh sáng dựa vào năng lực của mình, đi nấu nát hoang thiên đế thân thể, nhất định là 10 điểm gian nan. Theo hoang thiên đế thân thể, không ngừng bị nấu nát, càng nhiều ngạc tuyền chi thủy sát khí, bay ra, dần dần hình thành khói đen tồn tại, quanh quẩn toàn thân hắn. Lúc này hoang thiên đế, cốt nhục tách rời, bộ dáng 10 điểm thảm liệt, da thịt khắp nơi nứt ra, lộ ra bạch cốt, đầu đều bị nấu đến mục nát, màu trắng óc ngọ nguậy hiển hiện ra. Luân hồi chi chủ, mau ra tay, hắn muốn chết. Thái thản cự thần kêu to, chỉ sợ lại như thế nấu xuống, hoang thiên đế liền bị sống sờ sờ nấu chết rồi. Tốt! Diệp thần tầm mắt đột nhiên lăng lệ, không nói hai lời, linh khí liền quán chú đến túc mệnh chi hoàn phía trên. Răng rắc, túc mệnh chi hoàn bắt đầu chuyển động, liền đới lấy thôn hồn quỷ châu năng lượng, cũng bị mang động. Từng sợi nuốt hồn quỷ khí, cấp tốc theo thôn hồn quỷ châu phía trên lan tràn ra, hình thành một đầu màu xám đen cột khói, lại tựa như là một đầu dây leo ác ma, quấn quanh ở hoang thiên đế trên thân. Hoang thiên đế cùng thôn hồn quỷ châu ở giữa, lập tức liền thành lập nên một cây cầu kết nối. A, à, một mực không tiếng hừ lạnh hoang thiên đế, tại thôn hồn quỷ châu lực lượng, gia tăng sau người, cũng là không khỏi phát ra một hồi trầm muộn tiếng kêu, ngũ quan trong nháy mắt liền bắt đầu vặn vẹo. Diệp thần thôi động thôn hồn quỷ châu, bắt đầu không ngừng hấp thu thôn phệ hoang thiên đế trong cơ thể ngạc tuyền chi thủy sát khí, bởi vì cái kia ngạc tuyền chi thủy đã cùng hoang thiên đế thân thể huyết cốt hòa làm một thể, cho nên Diệp thần thôn phệ thời điểm, liên đới lấy đem hoang thiên đế ra thịt xương cốt đều cùng nhau thôn phệ rất nhiều. Hoang thiên đế thừa nhận thống khổ cực lớn, ra thịt xương cốt bị xé rách, đến cuối cùng hắn rốt cục nhịn không được, ngửa mặt lên trời phát ra kêu gào thê lương, tiếng kêu chấn động toàn bộ luân hồi tinh giới, người nghe động dung. Nhưng, hoang thiên đế cũng là cường hãn, mặc dù thừa nhận khó có thể tưởng tượng to lớn thống khổ, hắn vẫn là kiên thủ tự thân, không có loạn động, càng không có theo đạo thiên sơn hà lô bên trong nhảy ra, tê tâm liệt phế thừa nhận hết thảy. Ông! Cuối cùng, Diệp thần thôn hồn quỷ châu, nở rộ kịch liệt vầng sáng, không ngừng thôn vệ ngạc tuyền chi thủy sát khí, thôn hồn quỷ châu năng lượng cũng là theo chân bành trướng, lại mơ hồ đem túc mệnh chi hoàn căng nứt, tại thôn hồn quỷ châu chỗ khảm nạm địa phương, túc mệnh chi hoàn xuất hiện mấy cái vết rách. Luân hồi chi chủ, còn chưa tốt sao? Thái thản cự thần vội vàng quát, hắn thấy đến lúc này hoang thiên đế, đã không thành hình người, tại thôn hồn quỷ châu thôn phệ dưới, hoang thiên đế ngạc tuyền chi thủy sát khí, tuy bị hấp thu đi, nhưng hắn thiên đế máu thịt tinh túy, cũng bị đại lượng rút mất, bộ dáng 10 điểm thê thảm. Được rồi. Diệp thần thu hồi thúc mệnh chi hoàn cùng thôn hồn quỷ châu, liền nghe phù phù một tiếng, bất khuất hoang thiên đế, ngã xuống đạo thiên sơn hà lô bên trong nguyên bản trong veo tinh không thần chỉ ao nước, đã biến thành dòng máu đỏ tươi, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Đao phong nữ hoàng có chút nghiêm nghị nhìn xem một màn này, cũng may mà hoang thiên đế đạo tâm cường hãn, như thế đau đớn tra tấn đều có thể tiếp nhận, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được âm thầm bội phục. Thánh quang chúc phúc, linh bia trị liệu. Diệp thần nhìn xem đạo thiên sơn hà lô bên trong ngâm nổi hoang thiên đế, cũng là một hồi động dung, thi triển thiên đường thánh quang chúc phúc trị liệu thủ đoạn, đại lượng màu bạc trắng ánh sáng thần thánh, quán chú đi vào, hắn lại điều động ra linh bia, từng sợi lục quang nở rộ, trị liệu hoang thiên đế thân thể. Theo Diệp thần tu vi ngày càng mạnh mẽ,
hắn đối luân hồi huyền bia trưởng khống, cũng là cùng nhật tinh sâu, đủ loại luân hồi áo nghĩa, sử dụng đến 10 điểm thành thạo. Tại thiên đường thánh quang cùng linh bia trị liệu phía dưới, hoang thiên đế cái kia bị nấu đến tan nát, thủng trăm ngàn lỗ thân thể, cũng là chậm rãi khôi phục. Thân thể của hắn, rất nhanh toát ra thiên đế hào quang, chậm rãi theo đạo thiên sơn hà lô bên trong bay lên, tầm mắt bắn ra trước nay chưa có cô đọng thần mang, nhìn xem Diệp Thần, tràn đầy cảm kích cùng sùng kính, nói. Luân hồi chi chủ, đa tạ. Trong cơ thể ta ngạc tuyền chi thủy, đã triệt để hóa đi. Diệp Thần quan sát tỉ mỉ hoang thiên đế, ngưng thần bắt, quả nhiên liền phát hiện, trong cơ thể hắn ác mộng sát, đã hoàn toàn bị thôn vệ đi, một tia cũng không dư thừa, trên thân rất nhiều nhuyễn trùng bẩn thỉu ô uế khí tượng, hoàn toàn tán đi, nhưng cũng có một tia quỷ khí ở trong người tồn tại. Đó là thôn hồn quỷ châu quỷ khí. Hoang thiên đế, thân thể ngươi thế nào? Thôn hồn quỷ châu quỷ khí, chỉ sợ cũng sẽ cho ngươi tạo thành một điểm cắn trả. Diệp Thần nói ra. Dùng thôn hồn quỷ châu, đi thôn vệ ngạc tuyền chi thủy sát khí, như vậy giải quyết ngạc tuyền chi thủy thủ đoạn, kỳ thật cũng không phải là hoàn mỹ, mà lại có thiếu sót thật lớn. Thôn hồn quỷ châu, quỷ khí mãnh liệt, cơ thể người lây dính, liền sẽ lâm vào to lớn trong cơn ác mộng, như bị vạn quỷ quấn thân. Dùng thôn hồn quỷ châu, đi giải quyết ngạc tuyền chi thủy làm phức tạp, bất quá là dùng một cái ác mộng, đi che giấu một cái khác ác mộng. Hoang thiên đế sờ lên đan điền của mình chỗ, nói hoàn toàn chính xác có chút cắn trả, nhưng không có gì đáng ngại, so sánh với ngạc tuyền chi thủy mang tới ác mộng, này thôn hồn quỷ châu cắn trả, đã nhẹ tùng rất nhiều. Hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ, hoang thiên đế tình nguyện chịu thôn hồn quỷ châu quỷ khí cắn trả, cũng không muốn lại chịu ngạc tuyền chi thủy hành hạ. Diệp Thần vui vẻ nói, cái kia rất tốt, hoang thiên đế, ngươi về sau như quỷ khí phát tác, có cái gì khó chịu? Cứ việc kêu gọi tên của ta, ta sẽ buông xuống giúp ngươi giảm bớt. Hoang thiên đế lắc lắc đầu nói, không cần, luân hồi chi chủ, về sau ta không đi địa phương khác, ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Diệp Thần nói, ồ. Hoang thiên đế nói, ta nghe nói, ngươi tự tưởng ra một cái vĩ đại kỳ quan, tên là đạo thiên kiếm, nếu ngươi không chê, ta muốn làm đạo thiên kiếm kiếm linh, về sau làm bạn tại ngươi trái phải, tùy ngươi chinh chiến bốn phương. Diệp Thần kinh ngạc nói, ngươi muốn làm đạo thiên kiếm kiếm linh. Hoang thiên đế nói, chính là, ta thời đại đã qua, ta hoang tộc người từ lâu quy thuận ngươi, ta cũng muốn đi theo tại ngươi trái phải. Diệp Thần nói, đạo thiên kiếm kiếm linh, này không tốt, đạo thiên kiếm tư tưởng quá mức không hợp thói thường, nhục thể của ngươi bổ sung đi vào, tựa như một hạt hạt cát lấp vào tinh không, ngươi sẽ trong nháy mắt mê thất. Ngô, ta chỗ này có một thanh tiểu đạo thiên kiếm. Là theo đạo thiên kiếm kỳ quan bên trong tinh luyện mà ra, ngươi nếu không chê, có thể tiến vào chiếm giữ này kiếm, thành ta kiếm linh. Diệp Thần điều ra tiểu đạo thiên kiếm, vắt ngang tại hoang thiên đế trước mặt. Hoang thiên đế muốn làm đạo thiên kiếm kiếm linh, đó là trăm triệu không có khả năng sự tình, Diệp Thần coi như nghĩ, cũng làm không được. Trước mắt thế gian không có bất kỳ người nào, có tư cách đi làm đạo thiên kiếm kiếm linh. Bởi vì cái kia vĩ đại kỳ quan tư tưởng quá mức không hợp thói thường, hoang thiên đế là làm không được kiếm linh, nếu là hắn tiến vào chiếm giữ đi vào, chỉ sẽ lập tức bị ép diệt, trở thành bổ sung đạo thiên kiếm tài liệu. Hoang thiên đế nhìn thấy tiểu đạo thiên kiếm, chỉ thấy lưỡi kiếm sắc bén, kiếm khí bàng bạc hung mãnh, ẩn chứa thiên đạo đại thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói, đây là tiểu đạo thiên kiếm, không phải chân chính đạo thiên kiếm. Diệp Thần nói, không phải. Hoang thiên đế rung động nói, này tiểu đạo thiên kiếm, uy thế đã vượt qua trong truyền thuyết thiên tội cổ kiếm. Cùng chân chính đạo thiên kiếm so sánh, như thế nào? Diệp Thần nói, như mục nát thảo huỳnh quang, thiên tâm trăng sáng, không thể so sánh. Hoang thiên đế hít sâu một hơi, nói, là ta cách cục nhỏ, luân hồi chi chủ, xem ra ngươi cái kia đạo thiên kiếm, so ta trong tưởng tượng, chắc chắn muốn vĩ đại rất nhiều. Ta còn không có tư cách đi làm cái kia vĩ đại kỳ quan kiếm linh. Hắn trước kia chưa thấy qua đạo thiên kiếm, không biết thiên kiếm có cường đại cỡ nào khủng bố, hiện tại nhìn thấy Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm, mới nhìn thấy một ít, liền thật sâu thấy rung động. Coi như là hắn này loại đỉnh cấp thiên đế, tại đạo thiên kiếm trước mặt, cũng là nhỏ bé như sâu kiến hạt bụi nhỏ. Diệp Thần cười nói, hoang thiên đế, vậy ngươi có nguyện tiến vào chiếm giữ ta này trong kiếm? Hoang thiên đế nói, có khả năng, không có vấn đề. Này tiểu đạo thiên kiếm nội tình, so thiên tội cổ kiếm còn lợi hại hơn,
ta sung làm kiếm linh, là vinh hạnh của ta. Diệp thần cười nói, không có mai một tiền bối liền tốt. Hoàng Thiên Đế gật gật đầu, không nói hai lời, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào tiểu đạo thiên kiếm bên trong. Theo Hoàng Thiên Đế tiến vào chiếm giữ, Diệp thần liền thấy, tiểu đạo thiên kiếm phân lượng, cũng là nặng ba phần, thân kiếm bên trên mơ hồ tràn ngập một tầng hoang cổ khí tức, kiếm khí rộng rãi cuồn cuộn, vô biên vô hạn, quả thực là chém ngang chư thiên vô địch. Ban đầu thời điểm, Diệp thần dùng luân hồi thiên kiếm, Viêm Hoàng Đế ấn, Hoài Thương kiếm vì hiến tế, sơ bộ đặt vững ra đạo thiên kiếm pháp tướng khái niệm, sau này từ trong đó để luyện ra tiểu đạo thiên kiếm, lại đúc nóng Lạc Phi Thiên Văn Minh chi kiếm, lúc này lại dung hợp Hoàng Thiên Đế thân thể linh hồn, cả thanh kiếm khí thế, nội tình đã hừng hực đến vô cùng mãnh liệt mức độ, vượt xa thiên tội cổ kiếm, không hề nghi ngờ là thế gian mạnh nhất kiếm khí. Rất tốt, ta có này kiếm, ít nhất tại cửu đỉnh cảnh nội, miểu sát cùng giai vô địch. Diệp thần vung vẩy mấy lần thân kiếm, kiếm quang cuồn cuộn, nội tâm của hắn hết sức hài lòng. Tốt, Diệp thần, đừng quá đắc ý. Đao phong nữ hoàng dậm chân tiến lên, tầm mắt lấp lánh nhìn xem hắn, lúc nào đi tìm Chu Tước mảnh vỡ. Nàng thấy Hoàng Thiên Đế đã khôi phục, nội tâm liền ghi nhớ lấy đại từ thụ hoàng, chỉ muốn nhường đại từ thụ hoàng cũng thoát ly khổ hải. Diệp thần có thể dùng đạo thiên sơn hà lô, chưng nấu đại từ thụ hoàng, đem trong cơ thể nàng đã phát tác ngạc tuyển chi thủy sát khí, toàn bộ đun nấu ra tới, liền cùng đun nấu Hoàng Thiên Đế như thế, nhưng cần cực sâu hỏa hầu. Chỉ dựa vào thiên hỏa mệnh tinh, hỏa hầu là không đủ, nhất định phải cầm tới Chu Tước mảnh vỡ. Này Chu Tước mảnh vỡ, cũng là Diệp thần tu vi tấn thăng, còn có bù đắp thần giáp mệnh tinh nơi mấu chốt, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Chu Tước mảnh vỡ manh mối, thế gian chỉ có Thiên Từ Tĩnh trai trưởng giáo, Già Ly sư quá biết. Chờ qua mấy ngày, ta dẫn người đi bái phỏng Già Ly sư quá, nhưng ngươi không thể nói lung tung, hết thảy giao cho ta xử lý là được. Diệp thần cảm thấy có chủ ý, nói. Đao phong nữ hoàng nói tốt, ta nghe ngươi. Thương nghị cố định, Diệp thần liền để đao phong nữ hoàng, liền đới lấy bốn đuôi, đều trở lại luân hồi trong mộ địa đi, miễn cho nàng nói lung tung. Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên hướng Diệp thần bẩm báo nói. Mộ chủ, người gọi ta điều tra Long Thần Thiên Uyên đảo Hạ Lạc, ta đã tra được. Diệp thần nghe nói như thế, lập tức vui vẻ, nói, phải không? Tinh đạo Long Nữ hậu nhân, còn có đúc tinh Long Thần hậu nhân, đều hội tụ tại Long Thần Thiên Uyên đảo phía trên. Diệp thần nếu như có thể tìm tới Long Thần Thiên Uyên đảo, cũng có thể mời chào bọn hắn, mặt khác cũng có thể an trí luân hồi sách. Này Long Thần Thiên Uyên đảo, đến cùng ở nơi nào? Diệp thần nhịn không được hỏi. Lạc Phi Thiên lại lộ ra một vệt thần sắc trần trờ, nói ta suy tính đến, này Long Thần Thiên Uyên đảo, tại một cái gọi thương linh dược giới địa phương, nhưng rất kỳ quái, ta lại đẩy không tính được tới thương linh dược giới vị trí. Diệp thần nói, thương linh dược giới, chỗ này tọa độ, người đẩy không tính được tới sao? Đang khi nói chuyện, Diệp thần chính mình cũng nếm thử suy tính. Nhưng lại phát hiện một mảnh hư vô, phảng phất cái thế giới này căn bản không tồn tại. Cái này cùng Long Thần Thiên Uyên đảo khác biệt, Diệp thần suy tính Long Thần Thiên Uyên đảo vị trí thời điểm, mặc dù cũng đẩy không tính được tới, nhưng trước mắt là có khả năng thấy mảnh lớn mảnh nhỏ thiên cơ sương mù, chỉ là không thể nhìn rõ thôi, Long Thần Thiên Uyên đảo là tại trong thế giới này. Nhưng hắn suy tính thương linh dược giới, lại thấy được một mảnh hư vô, phảng phất cái thế giới này, căn bản không có thương linh dược giới tồn tại. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, người hẳn là cũng phát hiện khác thường a. Thương linh dược giới, căn bản không tại không không lúc nào không, thậm chí khả năng không ở cái thế giới này, nhìn trộm tung tích dấu vết, chỉ thấy một mảnh hư vô. Diệp thần nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra, thương linh dược giới, nếu như không ở cái thế giới này, Long Thần Thiên Uyên đảo, như thế nào lại bay xuống trong đó? Lạc Phi Thiên nói, ta không biết, kết quả xấu nhất, có thể là Long Thần Thiên Uyên đảo. Đã phiêu lưu đến thế giới bên ngoài, thương linh dược giới là thế giới bên ngoài thế giới. Diệp thần cả kinh nói, cái gì? Đao phong nữ hoàng chém đinh chặt sắt nói, điều đó không có khả năng, thế giới vô biên, thiên đạo vô hạn, một tòa nhỏ đảo nhỏ tự, lại làm sao có thể đột phá thiên đạo hệ thống, phiêu lưu đến thế giới bên ngoài. Nếu là thiên đạo có dễ dàng như vậy bị đột phá, thế giới liền hỏng mất. Lạc Phi Thiên nghĩ thầm cũng thế, không khỏi chau mày. Nói, vậy nhưng kỳ quái, ta suy tính sẽ không ra sai,
Long thần Thiên Uyên đảo, đích thật là phiêu lưu đến một cái gọi thương linh dược giới địa phương, nhưng ta đẩy không tính được tới thương linh dược giới vị trí. Đao phong nữ hoàng nhàn nhạt khoát tay áo, nói trước đừng quản cái này, Diệp thần, vẫn là tìm kiếm chu tước mảnh vỡ càng khẩn yếu hơn. Diệp thần gật gật đầu, cục diện dưới mắt, hoàn toàn chính xác không có so tìm kiếm chu tước mảnh vỡ chuyện trọng yếu hơn. Long thần Thiên Uyên đảo sự tình, chỉ có thể trước để một bên. Tới sáng sớm hôm sau, lại có người hướng Diệp thần bẩm báo. Đúng là quái thiên đế. Diệp thần nhìn thấy quái thiên đế đến đây, một hồi nghiêm nghị, hành lễ vấn an nói, quái thiên đế tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Quái thiên đế nói, luân hồi chi chủ, người trước đây gọi ta suy tính mộ táng cung tung tích, ta dùng âm dương bói toán, thi thảo mệnh quẻ chờ thủ đoạn, rốt cục nhìn trộm đến một điểm mi mục. Diệp thần nhãn tình sáng lên, hỏi vội, ồ, na mộ táng cung, ở nơi nào? Quái thiên đế lông mày lại nhăn lại, nói theo ta suy tính, na mộ táng cung cứ điểm, tại một cái gọi thương linh dược giới địa phương, nhưng rất kỳ quái, ta lại nhìn trộm không đến thương linh dược giới mảy may tung tích, giống như cái thế giới này, căn bản không tồn tại ở thế. Thương linh dược giới. Diệp thần nghe được cái này địa danh, lập tức giật mình. Luân hồi mộ địa bên trong, đao phong nữ hoàng cùng Lạc Phi Thiên cũng là hết sức kinh ngạc. Bởi vì, vừa mới Lạc Phi Thiên chỗ suy tính đến địa phương, Long thần Thiên Uyên đảo chỗ trên mặt đất, cũng là tại thương linh dược giới. Tiền bối, người xác định là tại thương linh dược giới sao? Diệp thần nhìn chằm chằm quái thiên gia đế con mắt, hỏi. Quái thiên đế nghiêm nghị nói, ta xác định, mặc dù hắc ám ma quân mảnh vỡ ký ức bên trong, đem chỗ có tương quan dấu vết đều xóa đi, nhưng ta đẩy ngược thiên cơ, vẫn có thể suy tính ra, hắn đã từng nếm thử đi qua mộ táng cung cứ điểm, đến mức có thành công hay không tiến vào, ta vô pháp xác định, nhưng khẳng định là, cái kia cứ điểm vị trí, chính là thương linh dược giới. Diệp thần cao mày nói, hắc ám ma quân, đi qua thương linh dược giới. Quái thiên đế nói, đúng thế. Diệp thần nói, nhưng bây giờ, người cha không được thương linh dược giới tọa độ. Quái thiên đế nói, đúng vậy, thế giới kia tựa hồ là không tồn tại một dạng, tại thiên đạo phía trên không có bất kỳ cái gì dấu vết, cho dù có người chặt đứt thiên cơ, vậy ít nhất cũng có chặt đứt vết đứt, không có khả năng liền một điểm dấu vết đều không có. Thiên đạo cao cao tại thượng, chư giới thiên địa hết thảy phát sinh qua sự tình, đều sẽ chiếu rọi vào thiên đạo bên trong, đây là thiên cơ suy tính cơ sở. Chỉ cần thiên đạo có lưu ngấn, cái kia là có thể suy tính thiên cơ, chân không bước ra khỏi nhà, là có thể biết rất nhiều sự tình. Quái thiên đế nếu dám danh xưng quái thiên đế, vậy hắn xem bói toán năng lực, tại không không lúc nào không bên trong, tự nhiên là cấp cao nhất tồn tại, nhưng liền hắn đều bắt không đến thương linh dược giới mảy may dấu vết, cái kia thương linh dược giới, rất có thể căn bản không ở cái thế giới này. Là tại thế giới bên ngoài. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, này lại không thể. Bởi vì hắc ám ma quân đi qua thương linh dược giới, này thương linh dược giới khẳng định ngay tại không không lúc nào không bên trong, không có khả năng tại thế giới bên ngoài, hắc ám ma quân cũng không có đột phá thiên đạo hạn chế, đi tới thế giới bên ngoài năng lực. Diệp thần nói, đây thật là kỳ quái, tiền bối, người tiếp tục suy tính, người bên này cũng tìm người cha một chút. Quái thiên đế nói, đúng. Dừng một chút, lại trần chờ nói, luân hồi chi chủ. Ta tựa hồ còn nhìn thấy một người thân ảnh. Diệp thần nói, cái gì? Quái thiên đế nói, là già ly sư quá, hắc ám ma quân từng đi qua thương linh dược giới, nhưng hắn không là một người đi, có thật nhiều người cùng đi, một người trong đó, là cái đại mỹ nhân, xinh đẹp cực kỳ, ta mơ hồ nhìn thấy, cái kia tựa hồ là lúc còn trẻ già ly sư quá, bất quá ta không dám khẳng định, bởi vì người kia quá đẹp, cùng hiện nay nàng, khác biệt to lớn. Diệp thần nội tâm chấn động, nhớ tới Phật tổ nói qua, già ly sư quá lúc tuổi còn trẻ, là hết sức xinh đẹp, chỉ là bởi vì thu lấy chu tước mảnh vỡ thất bại, bị hỏa hoạn thiêu đến hủy dung nhan, sau này coi như khôi phục, nhưng lúc còn trẻ dung mạo là không về được, tăng thêm tiếp nhận quá nhiều bạch nhãn, nội tâm oán khí tích lũy, mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Chẳng lẽ, già ly sư quá lúc tuổi còn trẻ, thế mà từng theo hầu hắc ám ma quân, đi tìm kiếm đồ vật gì sao? Quái thiên đế nói tiếp, luân hồi chi chủ, nghe nói ngươi qua mấy ngày đi bái phỏng già ly sư quá, cái kia có thể hỏi một chút nàng thương linh dược giới sự tình. Diệp thần ngưng tư gật đầu, nói tốt, ta sẽ lưu ý, đa tạ.
Hắn nghĩ đến Già Ly sư quá tính tình cổ quái, mình coi như có vấn đề gì muốn hỏi nàng, trong lời nói cũng nhất định phải cẩn thận cân nhắc mới được. Đao Phong nữ hoàng nói, này cái gì Già Ly sư quá, ta nghe nói nàng lúc tuổi còn trẻ, là bị Chu Tước mảnh vỡ hủy qua cho, nàng năm đó cùng Hắc Ám Ma Quân đồng hành, nên không phải là đi tìm Chu Tước mảnh vỡ a. Chu Tước mảnh vỡ, tại Thương Linh dược giới bên trong. Nàng hiện tại duy nhất quan tâm, liền là Chu Tước mảnh vỡ, đây là cứu vớt đại từ thụ hoàng then chốt. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, xem ra ngươi thật tốt tốt hỏi hỏi cái này Già Ly sư quá. Diệp Thần trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nói tốt, ta biết. Trôi qua mấy ngày, thời gian ước định đến, Diệp Thần nắm lấy Phật Tổ cho thư, đi tới Thiên Tử Tĩnh Trai, chuẩn bị bái phỏng Già Ly sư quá. Thiên Tử Tĩnh Trai, tại một cái gọi Già Ly thần giới địa phương, toàn bộ Già Ly thần giới, cương thổ cuồn cuộn, Nam Bắc tung hoành trăm vạn dặm, vương triều đế quốc vô số, toàn bộ tín ngưỡng Già Ly sư quá, khắp nơi đứng sừng sững lấy Già Ly sư quá pho tượng. Đều là nàng lúc còn trẻ bộ dáng, dung mạo 10 điểm mỹ lệ. Già Ly sư quá là đỉnh cấp thiên đế, năm đó mạt pháp thời đại, chư đế tay sắn họa trời, nàng ra sức lớn nhất, năm đó cùng cổ tinh môn trưởng môn, ngũ đại thiên đế một trong, thiên đế gia tộc chúa tể giả múa thiên đế, tịnh xưng nữ đế song thù, hiện nay múa thiên đế là cùng chết không sai biệt lắm, không không lúc nào không đã tính không có người như vậy, nhưng nàng khôi phục về sau, lại là cấp tốc khôi phục thực lực, hùng bá một phương. Uy nghiêm vô tận. Nơi này chủ yếu là lãnh địa của nàng, Già Ly thần giới đáy xúc tích thâm hậu, môn đồ tín đồ thành kính cung phụng, địa mạch tích lũy đại lượng tín ngưỡng lực, nàng một khôi phục, cuồn cuộn tín ngưỡng năng lượng ra thân, tu vi rất nhanh liền có thể khôi phục. Diệp Thần đi vào Già Ly thần giới, hướng trấn thủ trưởng lão trình lên thư, trưởng lão thấy là luân hồi chi chủ bái phỏng, nổi lòng tôn kính, không dám sơ suất, cầm tin vào bên trong thông truyền. Sau đó nghênh đón Diệp Thần tiến vào. Diệp Thần tiến vào Già Ly thần giới, liền thấy cái thế giới này, linh khí tràn đầy, trên mặt đất sinh cơ xanh biếc, mới trồng rất nhiều dược liệu, mát lạnh mờ mịt mùi thuốc xông vào mũi, có thật nhiều dược liệu thậm chí có thể có mấy trăm trượng cao, 10 điểm khoa trương. Nhiều như vậy dược liệu, liền Diệp Thần gặp, đều có điểm tâm động, nghĩ thầm này Già Ly thần giới nội tình, hoàn toàn chính xác là không như bình thường. Một chút dược liệu tràn ngập ra đặc thù mờ mịt khói mù, bay tới Già Ly thần giới ngoài không gian đi, liền đem cái thế giới này che lại, nếu như không phải có cụ thể tọa độ, bình thường người căn bản là không có cách phát hiện Già Ly thần giới tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Già Ly thần giới vạn cổ ẩn nấp, tránh đi ngoại giới vô số hỗn loạn, dốc lòng điệu thấp cắm loại dược liệu, tích lũy tài nguyên, chờ Già Ly sư thái nhất khôi phục, thực lực của nàng liền nhanh chóng khôi phục. Nàng môn đồ tín đồ cũng đi theo được nhờ, thiên đế hào quang chiếu rọi phía dưới, toàn bộ Già Ly thần giới ấm áp, hào quang sáng lạn, Diệp Thần vừa tiến đến, liền có như gió xuân ấm áp cảm giác. Già Ly sư quá biết Diệp Thần buông xuống, lập tức liền mang theo tất cả trưởng lão, hộ pháp, chân truyền đệ tử, trước tới đón tiếp. Thiên Tử Tĩnh Trai chân truyền đệ tử, đều là nữ tử, không có nam tử tồn tại, nam tử chỉ có thể xung làm phổ thông đệ tử cùng tạp dịch. Già Ly sư quá tính tình quái đản, không thích nam tử, cố hữu quy định này. Luân hồi chi chủ, đại giá quang lâm, a lâu Già Ly cung nghênh người pháp giá. Già Ly sư quá khẽ mỉm cười, mang theo số lớn thiên tử tĩnh trai nhân vật cao tầng, đạp lên hồng kiều hoa vũ, qua tới đón tiếp Diệp Thần. Bên trên bầu trời, có tiếp khách đội ngũ, thổi cái chiêng bồn chồn, thả minh pháo, cấp bậc lễ nghĩa cũng là 10 điểm chu đáo. Diệp Thần cười cười. Chắp tay nói, vãn bối Diệp Thần, gặp qua Già Ly sư quá. Nhìn kỹ lại, Già Ly sư quá dung mạo là tuyệt mỹ, chẳng qua là hai đầu lông mày lộ ra tích tụ bất thường chi sắc, lại có hai đầu màu trắng lông mày, như quỷ thắt cổ, thật dài rủ xuống sâu xuống tới, nhưng cả khuôn mặt thoạt nhìn phá lệ âm u khả phố, tràn đầy uy nghiêm khinh người khí thế, để cho người ta không sinh ra cái gì thân cận suy nghĩ. Bất quá Già Ly sư rất hợp Diệp Thần, thái độ cũng tạm được. 10 điểm khách khí. Chủ yếu là tinh không tranh bá thi đấu thời điểm, Diệp Thần độc chiến Ma Phi Thiên, đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, thậm chí còn có đạo thiên kiếm như thế sát chiêu, làm cho Già Ly sư quá lau mắt mà nhìn, đối với hắn 10 điểm tán thưởng. Già Ly sư quá cười tủm tỉm nói, luân hồi chi chủ, người trước đây chiếm tinh không tranh bá thi đấu quán quân, kỳ thật ta cố ý đem bảo bối đồ đệ của ta gả cho ngươi. Diệp Thần khẽ giật mình, nói cái gì?
Già Ly sư quá hướng sau lưng đệ tử trong đội ngũ vẫy tay, kêu lên, Nguyệt Tâm, ngươi ra tới. Chỉ thấy một cái thanh tú uyển chuyển hàm xúc, đôi mắt sáng xúc động lòng người, người mặc màu xanh nhạt váy trắng thiếu nữ, chậm rãi đi ra. Thiếu nữ tư thái nhỏ bé yếu đuối, bên hông phối thêm một thanh tế kiếm, nhìn thấy Diệp Thần dò xét tới tầm mắt, gương mặt soạt một thoáng liền đỏ lên, cúi đầu. Già Ly sư quá cười tủm tỉm nói, đây là ta thân truyền đồ đệ, gọi Thiên Nguyệt Tâm, vẫn là cái xử nữ, chưa kết hôn, luân hồi chi chủ, ngươi xem dung mạo của nàng như thế nào. Ta muốn cho nàng gả cho ngươi, như thế hai chúng ta nhà kết làm quan hệ thông gia, về sau đồng khí liên chi, há không rượu quá thay. Nghe được Già Ly sư quá lời này, phía sau nàng không thiếu nam đệ tử, trợn mắt hốc mồm, toát ra tiếc hận, ghen ghét, chua xót các loại cảm xúc, nhưng ở nàng uy nghiêm dưới, cũng không dám ra nửa điểm tiếng. Gọi là Thiên Nguyệt Tâm thiếu nữ, chỉ một thoáng chân tay luống cuống, vẻ mặt trở nên càng đỏ, nói, sư phụ, ta không gả, tỷ tỷ còn tại chịu khổ, ta sao có thể lấy chồng. Già Ly sư quá sầm mặt lại, nói, ta bảo ngươi gả liền gả, ngươi còn dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Là ta phạt được ngươi thiếu đi. Nghe vậy, Thiên Nguyệt Tâm đỏ bừng sắc mặt, liền thoáng chốc trở nên ảm đạm, rõ ràng là nghĩ đến Già Ly sư quá đủ loại thảm khốc trừng phạt thủ đoạn, lập tức liền kiều khu lạnh cóng, nói không ra lời. Diệp Thần nhìn thấy Thiên Nguyệt Tâm biểu lộ như vậy, liền biết Già Ly sư quá bình thường ngự hạ cực nghiêm, khôi phục còn không bao lâu, đã thành lập nên tuyệt đối uy nghiêm, không người gan dám mạo phạm chống lại nửa điểm. Già Ly sư quá, không cần như thế, kết hôn việc lớn, há lại trò đùa. Còn là sau này hãy nói đi. Diệp Thần nói, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, là sợ bác Già Ly sư quá mặt mũi. Già Ly sư quá cười tủm tỉm nói, là tiểu cô nương này không hợp ngươi nhãn duyên sao? Nàng còn có người tỷ tỷ, sinh đến càng là quốc sắc thiên tư thế, có năm đó ta mấy phần phong độ, đáng tiếc đã điên rồi, không phải ta gọi nàng tỷ tỷ gả cho ngươi, vậy còn tốt hơn đây. Thiên Nguyệt Tâm nghe nói như thế, vành mắt đỏ lên, không nói gì với nhau, tựa hồ là quải niệm tỷ tỷ. Diệp Thần chậm rãi nói, Già Ly sư quá, tại hạ hôm nay qua tới bái phỏng, là có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, nhi nữ tư tình sự tình, vẫn là trước để qua một bên đi. Già Ly sư quá cười nói, đang lúc như thế, luân hồi chi chủ, cái kia mời đến tệ phái uống chén trà. Nàng liền đưa tay làm mời, mang Diệp Thần đi tới Già Ly thần giới trong thế giới, đó là Thiên Tử Tĩnh Trai Sơn môn chỗ trên mặt đất. Thiên Tử Tĩnh Trai ở vào một tòa tên là Linh Tử Sơn đỉnh phong phía trên, mỏm núi cao vút trong mây, phảng phất cùng thiên tướng tiếp, chim bồ câu trắng cùng bạch hạc trên không trung bay lượn, lông vũ dưới ánh mặt trời phát sáng. Tại cái kia Linh Tử Sơn phía trên, rõ ràng có một tòa tòa cổ điển mà trang nghiêm đại điện, trên đại điện điêu khắc rất nhiều đồ án, vân hải bốc lên, long phượng trình tường, Phật tượng trang nghiêm, khí tức tao nhã. Già Ly sư quá dẫn Diệp Thần đi vào Thiên Tử Tĩnh Trai Già Ly thần điện bên trong, tất cả trưởng lão hộ pháp, các đệ tử chân truyền, khoanh tay đứng tại đại điện bên ngoài hai bên, cũng không đi vào, tôi tớ dâng lên trà thơm về sau, cũng lập tức rời khỏi. Đại điện bên trong, cũng chỉ có Diệp Thần cùng Già Ly sư quá hai người, phân chủ khách vào chỗ. Già Ly sư quá cười tủm tỉm nói, luân hồi chi chủ, Phật tổ gửi thư nói, người nghĩ điều tra một kiện bí bảo hạ lạc, không biết là cái gì bí bảo. A Lâu Già Ly nếu là biết đến, nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nàng nghĩ đến Diệp Thần muốn tìm kiếm bí bảo, hơn phân nửa là cái gì chân quý tinh quáng, phải dùng tới chế tạo đạo thiên kiếm, nàng đích xác cũng biết rất nhiều kỳ chân dị bảo tài liệu hạ lạc. Như Diệp Thần cố ý hỏi thăm, nàng tự nhiên cũng nguyện ý kết một thiện duyên, toàn bộ cáo chi. Diệp Thần cân nhắc ngôn từ, biết Chu Tước mảnh vỡ là Già Ly sư quá tâm ma, tuyệt đối không thể tùy tiện đề cập. Liền thận trọng nói, tại hạ nghĩ tìm kiếm bí bảo, chính là hỏa diễm thuộc tính, so ta thiên hỏa mệnh tinh còn muốn nóng bỏng, không biết Già Ly sư quá có thể cáo chi. Già Ly sư thái nhất giật mình, cau mày nói, hỏa thuộc tính bí bảo, thậm chí so ngươi thiên hỏa mệnh tinh còn muốn lợi hại hơn. Thế gian nơi nào có thứ này? Hỏa thuộc tính đồ vật, thiên hỏa mệnh tinh đã là nhất nóng rực tồn tại, Già Ly sư quá thực sự nghĩ không ra, còn có đồ vật gì, có thể siêu việt thiên hỏa mệnh tinh. Diệp Thần nói, nên có, Già Ly sư quá kiến thức rộng rãi, nhất định biết. Già Ly sư quá sầm mặt lại, đột nhiên nội tâm đại chấn, cổ lão ngủ say trí nhớ phảng phất bị thức tỉnh, trong đầu của nàng phảng phất có một con Chu Tước xẹt qua,
còn thật nhiều không thể diễn tả hắc ám đồ vật. Cái này ức thức tỉnh, để cho nàng chỉ một thoáng vẻ mặt đại biến, khuôn mặt ngũ quan vặn vẹo, hai đầu màu trắng trường mi mao, thế mà sinh ra dị biến, biến thành u ám quỷ dị màu sắc, phía trên bò đầy tinh mịn côn trùng. Ở sau lưng nàng, lại có to lớn chu tước đồ đằng, dâng lên, hỏa diễm sôi trào, chu tước minh khiếu tiếng phóng lên tận trời, vang động núi sông, làm cho bên ngoài chờ đợi lấy tất cả trưởng lão hộ pháp, các đệ tử chân truyền, đều là quá sợ hãi. Diệp thần cũng là kinh hãi, không nghĩ tới già ly sư quá sẽ sinh ra biến hóa lớn như vậy, chỉ thấy sau lưng nàng chu tước đồ đằng, cuồn cuộn liệt hỏa phía dưới, đúng là một mảnh thâm uyên hắc ám, có vô số ác ma cùng kinh khủng đồ vật tại sôi trào. Tội ác thâm uyên, nóng rực chu tước, cả hai tạo thành một bức kỳ lạ hình ảnh. Già ly sư quá, Diệp thần kinh hô một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, nghĩ thầm, nàng tâm ma phát tác. Đã thấy già ly sư quá làn ra, lại đi theo nứt ra, từ bên trong leo ra từng đầu nhỏ bé vặn vẹo quỷ dị côn trùng, còn có bẩn thỉu đồ vật chảy ra đến, này rõ ràng là tâm ma phát tác dấu hiệu, mà lại vô cùng mãnh liệt. Già ly sư quá tâm ma, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn do chu tước mảnh vỡ dẫn phát, còn có rất nhiều không thể diễn tả hắc ám đồ vật. Sư phụ, sư tôn, bên ngoài rất nhiều trưởng lão hộ pháp, các đệ tử chân truyền, thấy đến đại điện bên trong dị biến sinh ra, kinh hãi phía dưới, dồn dập mong muốn chạy vào. Già ly sư quá hét lớn nói, đều cút ra ngoài cho ta. Chúng đệ tử kinh ngạc, lại cũng không dám vi phạm, dồn dập lui lại. Một tiếng vang thật lớn, đại điện cửa lớn tự động đã khóa. Toàn bộ đại điện, chỉ một thoáng trở nên tối xuống, chỉ có già ly sư quá sau lưng, chu tước đồ đằng tản ra hồng quang. Già ly sư quá lúc này vẻ mặt nhăn nhó, diện mạo dữ tợn, tóc dài rối tung, một đôi mắt tràn đầy sâm nghiêm chi sắc, nhìn chằm chằm Diệp thần, nói, người mong muốn hỏi thăm, nguyên lai là mảnh vỡ kia hạ lạc. Diệp thần nói, đúng vậy. Già ly sư quá liên tác mấy cái hít sâu, để cho mình đạo tâm bình tĩnh trở lại, sau lưng chu tước đồ đằng biến mất, nhưng này hắc ám thâm uyên khí tượng, lại là ngoan cố không tiêu tan, làn da của nàng còn tại nứt ra, còn có nhuyễn trùng cùng bẩn thỉu đồ vật sinh ra chảy ra đến, mang theo kinh người mùi hôi. Diệp thần hết sức muốn lui về phía sau, nhưng vẫn là cố gắng tự chấn định, đứng tại chỗ. Già ly sư quá nâng lên đã bị giòi bọ bò đầy tay cầm, chỉ chính mình dần dần bắt đầu nứt ra chảy mủ đầu, nói, nếu như ngươi không muốn trở thành ta như vậy, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này. Diệp thần nhìn xem già ly sư quá như vậy ghê tởm dị biến, trợn mắt hốc mồm, không nói gì với nhau. Già ly sư quá hai con ngươi khép hờ, thấp giọng ngâm nga vài đoạn Diệp thần nghe không hiểu chú ngữ, trên đỉnh đầu hiện ra một tòa vĩ đại đồ đằng, lại có thể là trong truyền thuyết, đồ đằng. Có muôn vàn pháp tướng, lúc này Diệp thần nhìn thấy đồ đằng, cùng trước kia lại có khác nhau, hiện lên đại chiến thần khí tượng, uy mãnh vô cùng, nhưng thiên cơ nhìn rõ phía dưới, hắn biết đây chính là. Già ly sư quá là cái phai màu người, nhưng nàng cũng không thờ phụng tỳ thấp nô, mà là thờ phụng, tu chỉ hủy diệt đạo. Đại chiến thần khí tượng vừa ra, chỉ một thoáng, già ly sư quá trên người các loại ghê tởm khí tượng, toàn bộ bị chấn áp xuống, sau lưng tội ác thâm uyên cũng tiêu tán, trên thân nàng bốc hơi ra khói trắng, dần dần khôi phục nguyên dạng. Già ly sư quá, người năm đó, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Diệp thần hỏi. Già ly sư quá gương mặt vặn vẹo, nói, nếu như ngươi không muốn chết, liền không nên hỏi nhiều. Ta nghĩ không ra. Ngươi lại muốn tìm kiếm vật kia hạ lạc. Đúng vậy a, so thiên hỏa mệnh tinh càng nóng rực, thế gian này, ngoại trừ chu tước mảnh vỡ, còn có thể có cái gì? Đang nói đến chu tước mảnh vỡ thời điểm, già ly sư quá ngũ quan vặn vẹo lợi hại, liền răng đều mọc ra răng nanh, vô cùng xâm nghiêm, vô cùng thống khổ, mảnh vỡ kia tựa hồ là nàng vĩnh hằng tâm ma. Diệp thần nội tâm chấn động, không phản bác được. Già ly sư quá nói, ta cho ngươi biết đi. Chu tước mảnh vỡ đã bị ô nhiễm, người dám đi tìm kiếm, liền là muốn chết. Này chu tước mảnh vỡ, người tốt nhất từ bỏ. Diệp thần nói, chu tước mảnh vỡ đối ta cực kỳ trọng yếu, ta không thể buông tha. Chu tước mảnh vỡ, là Diệp thần thức tỉnh thần giáp mệnh tinh nơi mấu chốt, hắn há có thể từ bỏ. Thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, nhất nhanh gọn phương pháp, liền là thu thập mảnh vỡ đi thắp sáng. Nếu như dựa vào bổ sung thiên tài địa bảo tới thắp sáng. Cái kia không biết muốn lấp nhiều ít tài nguyên đi vào, Diệp thần căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên.
Luân hồi sách, rừng rậm sách, đạo thiên kiếm, muốn rèn đúc đồ vật nhiều lắm, hắn tài nguyên là tuyệt đối không đủ dùng, nghĩ thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, chỉ có thu thập mảnh vỡ. Già ly sư quá nói, ngươi không buông bỏ, cái kia chỉ có chết. Luân hồi chi chủ, ta tán thưởng ngươi, ngươi đạo thiên kiếm tư tưởng, thật vĩ đại, là chân chính vĩ đại kỳ quan, ta không muốn xem lấy ngươi loại thiên tài này chết hiểu. Nhưng ngươi muốn đi tìm cái gì chu tước mảnh vỡ, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Diệp thần nói, già ly sư quá, chu tước mảnh vỡ đối ta thật rất trọng yếu, nếu như ngươi biết chu tước mảnh vỡ hạ lạc, còn xin báo cho, tại hạ vô cùng cảm kích. Già ly sư quá lộ ra mệt mỏi biểu lộ, nói ta quên. Diệp thần ngẩn ngơ, nói cái gì? Già ly sư quá nói, chu tước mảnh vỡ là tâm ma của ta, ta vì phòng ngừa tâm ma phát tác, ta đã đem tương quan trí nhớ chém dụng, mảnh vỡ kia hạ lạc, ta sớm đã quên mất, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Diệp thần nói, sẽ không, già ly sư quá. Già ly sư quá mất hết cả hứng khoát khoát tay, nói tốt, đừng nói nữa, cũng may mà ngươi là luân hồi chi chủ, ta hôm nay không trách tội ngươi, nếu là đổi lại người bên ngoài, dám xúc động tâm ma của ta, ta đã sớm đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, ngươi đi đi. Nguyệt tâm, tiễn khách. Răng rắc, đại điện cửa lớn nứt ra một cái lỗ. Một cái thanh tú động lòng người thiếu nữ mang theo khiếp ý, chậm rãi đi đến, chính là Thiên Nguyệt Tâm. Sư phụ, Thiên Nguyệt Tâm nhẹ nhàng kêu một tiếng, lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn già ly sư quá. Già ly sư quá dã rời nói, đưa luân hồi chi chủ ra ngoài, lại phong bế toàn bộ già ly thần giới, không thấy bất luận cái gì khách nhân, ta muốn bế quan tĩnh dưỡng một tháng. Thiên Nguyệt Tâm cẩn thận đáp đúng. Hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, thỉnh. Diệp thần thấy già ly sư quá đã nhắm hai mắt, một bộ lãnh đạm bộ dáng, cảm thấy cũng là cảm thấy thất vọng, không thể làm gì, đành phải đi theo Thiên Nguyệt Tâm đi ra. Đi ra đại điện bên ngoài thiên tử tĩnh trai rất nhiều các đệ tử, tầm mắt đều tập trú tại Diệp thần trên thân. Vừa mới già ly sư quá, phụng Diệp thần vì thượng khách, nụ cười có thừa, hiện tại đột nhiên liền hạ lệnh trục khách, đây là mọi người không có nghĩ tới, đều thấy kinh ngạc. Thiên Nguyệt Tâm lĩnh lấy Diệp Thần xuống núi, đi đến giữa sườn núi, đột nhiên đứng vững bước chân, trong veo con ngươi nhìn về phía Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi là muốn tìm kiếm chu tước mảnh vỡ hạ lạc sao? Diệp Thần nói, ngươi đều nghe được. Thiên Nguyệt thầm nghĩ, đúng. Diệp Thần trong lòng dấy lên một tia hy vọng, hỏi, ngươi biết chu tước mảnh vỡ hạ lạc? Thiên Nguyệt Tâm nhìn chung quanh, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận. Lôi kéo Diệp Thần đi vào một bên trong rừng cây nhỏ, lại phóng xuất ra từng đạo ngăn cách thiên cơ cùng thanh âm phù lục, phong tỏa bốn phía, sâu hô hít vài hơi, tựa hồ đang do dự chút gì. Diệp Thần vội nói, Nguyệt Tâm cô nương, như ngươi biết có tin tức gì, còn mời nói cho tại hạ vô cùng cảm kích. Thiên Nguyệt thầm nghĩ, ta không biết, nhưng tỷ tỷ của ta biết. Diệp Thần nói, ồ. Thiên Nguyệt thầm nghĩ, tỷ tỷ của ta năm đó, từng đi theo sư phụ. Đi tìm chu tước mảnh vỡ, nhưng cuối cùng lại thất bại, tỷ tỷ nổi điên, sư phụ cũng bị hủy dung, cái kia. Vậy thì thật là, nghĩ lại mà kinh, nghĩ lại mà kinh. Diệp thần nói, tỷ tỷ ngươi nổi điên. Thiên Nguyệt thầm nghĩ, đúng vậy, tỷ tỷ của ta gọi Thiên Bụi Như, vốn là thiên tử tĩnh trai thánh nữ, cũng là sư phụ thương yêu nhất đệ tử, năm đó sư phụ còn hết sức trẻ tuổi, nhưng đã chỉ định tỷ tỷ làm người nối nghiệp. Sư phụ mong muốn đi thu lấy chu tước mảnh vỡ, tỷ tỷ liền đi theo, kết quả lại gặp bất chắc, triệt để nổi điên, sư phụ nói nàng đầu óc đã bị quái vật ký sinh, sống không được, chỉ có thể giết chết. Nhưng, sư phụ lại không nỡ giết nàng, đưa nàng phong ấn tại Hắc Long Đàm đáy, một cho tới hôm nay. Diệp thần nói, nguyên lai tỷ tỷ ngươi là bị phong ấn. Thiên Nguyệt thầm nghĩ, đúng vậy a, luân hồi chi chủ, tỷ tỷ của ta thụ không biết bao nhiêu năm khổ sở. Ngươi nhược khẳng lòng từ bi, cứu vãn nàng thoát ly khổ hải, vậy liền không thể tốt hơn. Diệp thần cao mày nói, ta lại như thế nào có thể cứu ngươi tỷ tỷ? Thiên Nguyệt thầm nghĩ, tỷ tỷ của ta là chịu hắc ám ăn mòn, đạo tâm sụp đổ mà nổi điên, luân hồi chi chủ, nếu ngươi có thể đúc lại nàng đạo tâm trật tự, nàng tất có thể khôi phục tỉnh táo. Chờ tỷ tỷ của ta tỉnh táo lại, ngươi nghĩ hỏi thăm cái gì chu tước mảnh vỡ hạ lạc, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Diệp thần con mắt lập tức sáng lên. Thiên Nguyệt Tâm tỷ tỷ thiên trần như, từng đi theo già ly sư quá,
đi chiếm lấy Chu Tước mảnh vỡ, nàng là thấy tận mắt Chu Tước mảnh vỡ, tự nhiên biết mảnh vỡ kia hạ lạc. Chỉ cần cứu tỉnh Thiên Trần Như, hoàn toàn chính xác liền có cơ hội, hỏi thăm đến Chu Tước mảnh vỡ chỗ. Thiên Nguyệt Tâm hai con ngươi mang theo một vết xót thương, nói, luân hồi chi chủ, van cầu ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta, chỉ cần ngươi có thể cứu tỉnh nàng, ngươi gọi ta làm cái gì đều có thể. Vừa nói vừa quỳ xuống, mắt đục đỏ ngầu. Diệp Thần trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, hiện tại già ly sư quá đã bế quan, không hề đề cập tới Chu Tước mảnh vỡ sự tình, hắn nghĩ thăm dò Chu Tước mảnh vỡ hạ lạc, hy vọng duy nhất chỉ có thể là cứu tỉnh Thiên Trần nếu. Tỷ tỷ ngươi nổi điên, già ly sư quá không ra tay thi cứu sao? Diệp Thần lại hỏi. Thiên Nguyệt Tâm lắc lắc đầu nói, sư phụ nói, tỷ tỷ sớm chết rồi, trong đầu đã bị quái vật ký sinh, hắc ám xâm nhập tim phổi, có thể sống đến bây giờ, đã là kỳ tích, nàng cũng không có cách nào cứu người. Dừng một chút, nàng ánh mắt mang theo một vệt kiên định cùng chờ mong, sáng rực nhìn xem Diệp Thần, nhưng, luân hồi chi chủ, ta biết, người nhất định có biện pháp. Diệp Thần cười khổ lắc lắc đầu nói, đừng với ta ôm lấy quá lớn chờ mong, liền già ly sư quá đều thúc thủ vô sách, ta không xác định có được hay không. Mà lại, ta như ra tay, dù sao cũng phải trước đi qua già ly sư quá đồng ý a. Người ít nhất phải cáo chi nàng một tiếng. Thiên Nguyệt Tâm gương mặt tái đi, trần chờ nói, sư phụ. Sư phụ tâm tình tựa hồ không tốt lắm, lúc này ta không dám phiền toái nàng, có muốn không? Luân hồi chi chủ, chúng ta vẫn là cứu người trước lại nói. Đây là đại công đức một kiện, nghĩ đến sư phụ sẽ không phản đối. Diệp Thần nghĩ thực đến già ly sư quá cái kia cổ quái tính nết, nếu là biết mình không đi, ngược lại muốn lưu lại cứu người, chắc chắn sẽ lớn phát cáu, trực tiếp đuổi người, thậm chí sẽ liên lụy Thiên Nguyệt Tâm bị phạt cũng không nhất định. Nếu là thật bị đuổi ra ngoài, hắn lại muốn dò xét Chu Tước mảnh vỡ hạ lạc, vậy liền khó khăn. Nguyệt Tâm cô nương, được a, ngươi lặng lẽ mang ta đi tỉ tỉ ngươi phong ấn chi địa, không muốn kinh động đến người bên ngoài. Diệp Thần đáp ứng xuống, hiện tại cũng chỉ có thể đi thử thời vận, hy vọng có thể tại Thiên Nguyệt Tâm tỉ tỉ trong miệng, thăm dò đến Chu Tước mảnh vỡ hạ lạc. Thiên Nguyệt Tâm nghe được Diệp Thần đáp ứng, lập tức mừng rỡ, đứng dậy nắm lấy Diệp Thần tay, kiều khu trận trận phát run, xúc động cực điểm, nói, vậy thì tốt quá. Luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi chịu ra tay, tỷ tỷ của ta được cứu rồi. Diệp Thần nói, dẫn đường đi. Thiên Nguyệt Tâm ừ một tiếng, thu liễm khí tức, thận trọng mang theo Diệp Thần hướng rừng sâu xuất phát, nói tỷ tỷ của ta phong ấn tại Hắc Long Đàm, ngay ở phía trước không xa. Diệp Thần đi theo Thiên Nguyệt Tâm, một đường tiến lên, dần dần nghe được tiếng nước chảy khuấy động, liền thấy phía trước rừng núi khoáng đạt chỗ, một đầu bạch long giống như thác nước, treo ngược tại một vách núi trước, cuồn cuộn dòng nước rót vào phía dưới một cái đầm sâu phía dưới. Thiên Nguyệt Tâm hướng Diệp Thần vẫy tay, dẫn hắn lên núi, trên vách núi có một hang động, hai người đi vào, trong động quật có một cái thông đạo, một mực kéo dài hướng lòng đất. Tỷ tỷ của ta liền ở phía dưới. Thiên Nguyệt Tâm mang theo Diệp Thần, thận trọng dọc theo hang động lối đi, đi tới dưới mặt đất, lối đi có rõ ràng nhân công sửa chữa dấu vết, vách động hai bên khảm gạch đá, phía trên tuyên khắc lấy một chút cấm chế phủ văn, thật giống như là muốn áp chế cái gì tà ác khí tức. Càng là thông hướng lòng đất, Thiên Nguyệt Tâm liền càng khẩn trương, không khỏi nắm chặt Diệp Thần cánh tay, thân thể cũng kề Diệp Thần, mới thấy một điểm ấm áp cùng an ổn. Ngươi làm sao khẩn trương như vậy? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Thiên Nguyệt Tâm nuốt nước miếng một cái, trái tim đập bịch bịch, cái kia tiếng tim đập liền Diệp Thần đều nghe được, nàng nói ra tỷ tỷ của ta nổi điên, nàng điên cảnh tượng, xây dựng thành mộng cảnh, không ngừng tái diễn, cái kia mộng cảnh thế giới, có thể xưng hắc ám điên cuồng, ngươi không có ngửi được hắc ám khí tức sao? Diệp Thần nhướng mày, cẩn thận cảm ứng, hoàn toàn chính xác cũng là cảm nhận được từng tia quỷ bí hắc ám khí tức, tựa như là ác mộng. Nhưng hắn sớm đã thành Phật. Đối với người bình thường tới nói, vô cùng đáng sợ hắc ám ác mộng, trong mắt hắn, bất quá là lơ lỏng bình thường, căn bản không có khả năng dung chuyển đạo tâm của hắn. Thiên Nguyệt thầm nghĩ, ta từng kém chút bị mộng cảnh thôn phệ, là có hai cái sư thúc, hy sinh tính mạng của mình, đem ta cứu được trở về. Ai, tỷ tỷ cái kia điên giấc mộng, ngay cả sư phụ đều không thể cởi ra. Sư phụ nói, nếu là có thể phá mất cái kia điên giấc mộng, tỷ tỷ là có thể thanh tỉnh. Diệp Thần nói, phải không? Ta đây có khả năng thử một chút. Thiên Nguyệt Tâm đứng vững bước chân, không còn dám đi, nhìn về phía trước,
nói, đằng trước liền là Hắc Long Đàm, luân hồi chi chủ, ta không thể lại đi vào, bằng không ta chắc là phải bị thôn phệ. Trong mắt nàng mang theo bất đắc dĩ sầu não chi ý, tỷ tỷ nàng rõ ràng ngay ở phía trước, nhưng nàng lại không cách nào tiếp xúc, dám tới gần liền bị thôn phệ. Diệp Thần nhìn về phía trước, cuối lối đi, hiện ra hắc ám, tinh hồng, như sương như nước thủy triều bóng mờ, giống như lại có chu tước kêu to, yêu ma khóc thét, quái vật gào thét, không ngừng truyền đến, rồi lại phảng phất nghe nhầm. Hốt hoảng ở giữa, Diệp Thần cũng không biết, phía trước cảnh tượng, đến cùng là hư ảo vẫn là chân thực. Soạt, Diệp Thần trực tiếp liền rút ra tiểu đạo thiên kiếm, nhất kiếm nơi tay, hắn phong mang tỏa ra, thần tâm cũng triệt để an ổn xuống. Thiên Nguyệt Tâm nhìn thấy Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm phong mang, a một tiếng, đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ thật sâu chấn động. Chỉ thấy Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm, đã mang theo lăng lệ sát lục phong mang, lại có kinh thiên vĩ địa, chiếu đến bốn phương vĩ đại trật tự, lại lộ ra một cỗ thê lương hoang cổ huyền bí khí tức, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền thấy rung động, phảng phất nhìn thấy vô cùng đại đạo diệu bao hàm. Luân hồi chi chủ, binh khí của ngươi thật lợi hại, tỷ tỷ của ta được cứu rồi. Thiên Nguyệt Tâm tại sau khi kinh ngạc, liền là vui sướng. Diệp Thần giống như này thần binh lợi khí, có lẽ thật có thể phá giết tỷ tỷ nàng điên giấc mộng. Diệp Thần cười nói, không phải là ta lợi hại sao? Thiên Nguyệt Tâm ngẩn ngơ, hoảng hốt vội nói ây. Ân, ngươi lợi hại nhất, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nhìn nàng kia luống cuống tay chân bộ dáng, không khỏi vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nói, chờ ta trở lại đi, ta sẽ cứu ra tỷ tỷ ngươi. Dứt lời, Diệp Thần liền tại Thiên Nguyệt Tâm nhìn soi mói, nhanh chân đi hướng về phía trước. Tỷ tỷ nàng Thiên Trần Nhược Phong ấn, gọi Hắc Long Đàm, là tại vách núi dưới thác nước một cái to lớn trống rỗng hang động. Diệp Thần đi vào Hắc Long Đàm, chỉ thấy tinh đỏ và đen tối sương mù đang lưu chuyển, sương mù nhàn nhạt, như tơ như sợi, đem trọn cái hang động bao phủ tại một loại quỷ dị mà thần bí trong không khí. Ngửa đầu nhìn lại, thấy đỉnh động treo vô số thạch nhũ, hình dạng khác nhau, như là cự long lân phiến. Này chút thạch nhũ theo đỉnh động rủ xuống đến, tạo thành một cái to lớn thạch nhũ lâm, tựa như hắc long móng vuốt kéo dài hướng mặt đất. Mặt đất lại có cái bẩn thỉu nữ tử nằm sấp, tứ chi buộc chặt lấy từng đầu đen kịt xích sắt, tóc dài dài rủ xuống rối tung, hai mắt mang theo một màn yêu dị, nhưng Diệp Thần xem xét, liền nghĩ đến hư không quỷ giới bên trong cấm bà dị quỷ. Này người liền là Thiên Nguyệt Tâm tỷ tỷ, Thiên Trần Nhược. Diệp Thần âm thầm kỳ lạ, chỉ thấy Thiên Trần Nhược trên thân, có một tầng quỷ bí sương mù bao phủ. So với chung quanh sương mù muốn nồng đậm một chút, hắn tự kiềm chế thần thông cường hãn, cũng không sợ cái kia quỷ dị sương mù, nhanh chân hướng Thiên Trần Nhược đi đến. T. Thiên Trần Nhược lại như yêu tinh hướng về phía Diệp Thần nhếch miệng nhe răng, làm ra uy hiếp tư thế, trên thân sương mù kịch liệt bốc lên, khuấy động hư không. Chỉ báo, một thoáng, Diệp Thần trước mắt thế giới bắt đầu vặn vẹo, chung quanh mộng ảo bóng mờ xen lẫn, cả người phảng phất cũng muốn rơi vào trong mộng cảnh. Tiếp theo sát, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, lại phát hiện nguyên bản Hắc Long Đàm hoàn cảnh đã không thấy, xuất hiện ở trước mặt hắn, là vô biên vô tận dạ xoa, con rơi, tu la, cương thi, ô nha, ở bên cạnh hắn điên cuồng nhào động, điên cuồng mong muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Diệp Thần đạo tâm cường hãn, đột nhiên lâm vào như thế hoàn cảnh, cũng là mảy may không hoảng hốt, hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua này vô biên vô tận con rơi, dạ xoa chờ ma vật thân thể. Vừa ý ngay ngắn có một trận đại chiến chấn động thế gian bùng nổ, thiên đế vầng sáng nở rộ, chu tước minh khiếu tiếng vang động núi sông. Xem ra, ta là rơi vào Thiên Trần Nhược trong mộng cảnh. Nơi này là mộng cảnh. Hoặc là nói, là đã từng Thiên Trần Nhược trải qua hình ảnh. Là tâm ma của nàng. Diệp Thần đạo tâm minh ngộ, biết trước mắt này vô tận ma vật đánh giết khủng bố cảnh tượng, là đã từng Thiên Trần Nhược tự mình trải qua, nàng nhận qua vô tận ma vật công kích. Trước mắt này rất nhiều dạ xoa, con rơi, tu la ma vật, đối người bình thường tới nói, vô cùng dữ tợn hung tàn tồn tại, nhưng ở Diệp Thần trong mắt, bất quá gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Tinh bạo khí lưu trảm. Diệp Thần nắm chặt tiểu đạo thiên kiếm, nhất kiếm cuồng trảm mà ra, trong cơ thể huyền thiên tinh chảy quyết cũng tại vận chuyển, bàng bạc tinh không linh khí bộc phát ra, đúc nóng tại trong thân kiếm, hóa thành một đạo sáng chói, lấp lánh, rực rỡ tinh thần kiếm mang. Mang theo bạo diệt thiên khung khủng bố uy năng, bão táp mà ra. Xoẹt.
Tinh thần kiếm mang chém ngang, Diệp Thần phía trước vô số ma vật, yêu ma quỷ quái, toàn bộ trong nháy mắt, kêu thảm kêu rên chết đi. Ở chung quanh hắn, sau lưng hắn, lít nha lít nhít ma vật, mặc dù không có trực tiếp thụ lấy kiếm khí chém giết, nhưng Diệp Thần lăng lệ phong duệ kiếm đạo hàm ý, khuấy động thiên địa thời không, những ma đó vật tựa như bị ngàn vạn căn kim nhọn bắn thủng, cũng là kêu thảm biến thành cho bụi. Hiện tại Diệp Thần mạnh mẽ, liền mạnh mẽ đến nước này, kiếm đạo chi lăng lệ, đã đến phá giết một cắt ma vật mức độ, phong duệ kiếm khí, đối ma vật khắc chế vô cùng lợi hại. Đại lượng ma vật bị chém giết, Diệp Thần cảnh tượng trước mắt, cũng hoàn toàn trở nên rõ ràng dâng lên. Đây là một mảnh hỗn độn thâm uyên, không thấy thiên, không kiến giải, hắn thần thức thả ra ngoài, liền thấy này mảnh thâm uyên thế mà cuồn cuộn không có giới hạn. Thâm uyên chính giữa, một cây màu vàng kim lớn cây cột lớn, đỉnh thiên đứng sừng sững lấy. Căn này kim trụ, hướng lên không biết cao bao nhiêu, hướng phía dưới không biết sâu bao nhiêu, căn bản không nhìn thấy đỉnh cùng phần đuôi, trên cây cột tuyên khắc lấy từng nét bùa chú, lại có muôn vàn đồ đằng pháp tướng, đại chiến thần, lớn uy đức, lớn thiên long, đế hoàng, Phật đà các loại, rõ ràng đều là trong truyền thuyết, hủy diệt chi thần pháp tướng. À, căn này kim cột nhà, cùng có quan hệ gì? Diệp Thần kỳ lạ, nhưng không rảnh nghĩ lại, hắn ánh mắt, rất nhanh bị trên không trung một trận chiến đấu kịch liệt hấp dẫn. Chỉ thấy trong trời cao, lại có mười mấy tôn thiên đế cường giả, tại vây công lấy một con chu tước thần điểu. Một tôn thiên đế, tại không không lúc nào không bên trong, có thể là thống ngự một phương tồn tại, nơi này lại có mười cái thiên đế, mà lại khí tức cường hoành phi thường, thiên đế khí sục sôi, khí sóng triều động, nhường Diệp Thần cũng thấy chấn động không gì sánh nổi. Điều này hiển nhiên không phải bình thường thiên đế, đều là đỉnh cấp tồn tại. Trong này, hắn đúng là thấy được lúc còn trẻ già Ly Sư Thái cùng Hắc Ám Ma Quân. Già Ly Sư Thái cùng Hắc Ám Ma Quân, bọn hắn thế mà tại đây bên trong. Cái kia chu tước thần điểu, nghĩ đến liền là chu tước mảnh vỡ biến thành. Diệp Thần chấn động, xem ra này mảnh mộng cảnh, đích thật là Thiên Trần Nhược đã từng chân thực trí nhớ. Già Ly Sư Thái cùng Hắc Ám Ma Quân đã từng hợp lại qua, mong muốn chiếm lấy chu tước mảnh vỡ. Bất quá, chu tước mảnh vỡ có linh tính, đã hóa tạo thành chu tước thần điểu, khí thế chi bàng bạc, vượt qua Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh, một điểm thiên hỏa dòng lửa bay ra, liên thiên đế đều muốn kiêng kỵ. Già Ly Sư Thái cùng Hắc Ám Ma Quân chờ mười mấy tôn thiên đế, vây công lấy chu tước thần điểu, mỗi người đều là vô cùng e dè, một mực vận chuyển thần công hộ thể, e sợ cho lọt vào chu tước thiên hỏa đốt cháy. Diệp Thần nhìn thấy lúc còn trẻ già Ly Sư Thái, sau lưng đúng là lơ lửng một cái cứu thục pháp hoàn, nội tâm lập tức chấn động, suy nghĩ cứu thục pháp hoàn. Nguyên lai già Ly Sư Thái lúc tuổi còn trẻ, cũng là thờ phụng tỳ thấp nô thần sao. Nàng sau này lại vì sao chuyển tin thần Siva. Diệp Thần trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại nghe lệ một tiếng, chu tước thần điểu ngửa mặt lên trời phát ra kêu to, tại mười mấy tôn thiên đế vây công dưới, vẫn là thành thạo điêu luyện. Như vậy chiến đấu kịch liệt, Diệp Thần hiển nhiên là không xen tay vào được, mà lại nơi này là mộng cảnh, chuyện nơi đây, sớm liền đã từng xảy ra, hắn lại cắm tay cũng không cách nào thay đổi gì. Xin hỏi, là luân hồi chi chủ sao? Đúng lúc này, Diệp Thần nghe được sau lưng phương xa truyền đến một hồi tiếng kêu. Hắn nhìn lại, liền nhìn thấy phía sau hắc ám hỗn độn bên trong, nguyên lai lại có vài trăm người, bọn hắn một bộ khí suy kiệt lực, vết thương chồng chất bộ dáng. Đao kiếm binh khí đứt gãy, pháp bảo phá toái, mỗi người tựa hồ cũng đã trải qua đại chiến thảm liệt. Diệp Thần vừa mới tầm mắt bị trên trời chiến đấu hấp dẫn, cho nên cũng không có lưu ý đến sự hiện hữu của bọn hắn. Lúc này thấy, Diệp Thần nghĩ thầm, nghĩ đến là già Ly Sư Thái, hắc ám ma quân đám người tùy tùng đệ tử. Vừa mới muôn vàn ma vật bừa bãi tàn phá, những người này cũng chịu đủ tra tấn, khổ chiến cơ hồ sụp đổ, cũng may mà Diệp Thần ra tay, chỉ nhất kiếm. Liền đem muôn vàn ma vật chém giết, cứu vãn tính mạng của bọn hắn. Kêu gọi Diệp Thần người, là nữ tử, quần áo đã trong chiến đấu phá toái, lộ ra mảnh lớn mảnh nhỏ da thịt tuyết trắng, xem dung mạo cùng Thiên Nguyệt Tâm giống nhau đến mấy phần, nghĩ đến chính là Thiên Nguyệt Tâm tỷ tỷ, Thiên Trần Nhược. Lúc này Thiên Trần Nhược, còn không có nổi điên, thoạt nhìn rất bình thường, chẳng qua là chiến đấu qua sau thụ thương dã rời. Cô nương, người gọi Thiên Trần Nhược. Diệp Thần hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? Nữ tử kia cả kinh nói, nàng chính là Thiên Trần Nhược không sai.
Diệp thần nói, ngươi lại làm sao biết ta là luân hồi chi chủ? Thiên Trần Nhược ngơ ngác nhìn Diệp thần, nói ta. Ta tại mộ táng cung bên trong, nhìn thấy qua chân dung của ngươi, ngươi là thiên tổ tiên đoán bên trong cái kia người phát ngôn. Nghĩ không ra thế mà có thể tại đây bên trong nhìn thấy ngươi. Đa tạ cứu mạng, đa tạ. Thiên Trần Nhược giãy giụa lấy, khom lưng hướng Diệp thần thi lễ một cái. Nàng chung quanh rất nhiều người bị thương, đồng đều cảm giác chấn động, vô cùng kinh ngạc đánh giá Diệp thần, đang nghe Diệp thần thân phận của luân hồi chi chủ về sau, bọn hắn bán tín bán nghi, nhưng vừa mới Diệp thần nhất kiếm chém giết muôn vàn ma vật, cứu được tính mạng của bọn hắn cũng không dám mạo phạm, dồn dập khom người tạ ơn. Diệp thần nghe Thiên Trần Nhược, nội tâm vô cùng chấn động, nói, mộ táng trong cung có chân dung của ta. Mộ táng cung ở nơi nào? Thiên Trần Nhược nghi ngờ nói, mộ táng cung ngay tại bên ngoài a. Diệp thần tiếp tục hỏi, bên ngoài lại là nơi nào? Thiên Trần Nhược nói, là thương linh dược giới a, luân hồi chi chủ, người cái gì cũng không biết sao. Diệp thần lẩm bẩm nói, thương linh dược giới, thương linh dược giới. Hắn nhớ kỹ, trước đó Lạc Phi Thiên suy tính qua, Long Thần Thiên Uyên Đảo, liền là tại thương linh dược giới. Còn có Quái Thiên Đế cũng đã nói. Mộ táng cung cứ điểm hạ lạc, cũng là tại thương linh dược giới. Hiện tại xem ra, liền chu tước mảnh vỡ, cũng tại thương linh dược giới bên trong. Luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong Nữ Hoàng cùng Lạc Phi Thiên nghe được thương linh dược giới tin tức, cũng là vô cùng chấn động. Đao Phong Nữ Hoàng nói, Diệp thần, người hỏi mau nàng, thương linh dược giới tọa độ cụ thể. Nàng thấy chu tước mảnh vỡ liền ở trên trời, đáng tiếc nơi này là mộng cảnh. Nàng coi như ra tay cướp đoạt cũng vô dụng, chỉ có biết thương linh dược giới tọa độ, nàng mới có thể tự mình đến cướp đoạt. Diệp thần liền vội vàng hướng Thiên Trần Nhược hỏi, cô nương, thương linh dược giới tại không không lúc nào không chủ thế giới tọa độ cụ thể là cái gì? Vấn đề này, lại làm cho Thiên Trần Nhược thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì nơi này liền là thương linh dược giới, nàng không biết Diệp thần vì cái gì còn muốn hỏi thăm. Bất quá nếu Diệp thần hỏi, nàng cũng không do dự. Liền chuẩn bị nói ra, thương linh dược giới tọa độ cụ thể, là được. Có người ngắt lời nói, đừng nói nữa, sâu huyên ma tộc người nhanh giết tới, vẫn là đào mệnh đi. Mộ táng cung người không có nói sai, nơi này thật đã đản sinh ra một cái vô cùng chủng tộc đáng sợ. Lời nói này ra, mọi người đều là kinh khủng, tầm mắt nhìn phía dưới thâm uyên. Diệp thần nhướng mày, cũng xem hướng phía dưới, thâm uyên sâu không thấy đáy, nhưng cẩn thận bắt phía dưới. Hắn liền cảm ứng được một cỗ mịt mờ, bén nhọn, như ác mộng khí tức, bên tai phảng phất có người ở đây lẩm bẩm. Sinh mệnh vĩnh hằng, chính là tử vong. Đại đạo trung cực, chính là cô độc. Ta tại thâm uyên chờ ngươi, tới đi, tới đi. Này nỉ non âm thanh, liền giá tựa như là ma thần ngâm sướng, truyền vào Diệp thần trong lỗ tai, tựa hồ mong muốn đưa hắn dẫn dụ vào thâm uyên. Diệp thần nhướng mày, hắn bây giờ đạo tâm. Vô cùng cường hãn, tự nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng xem Thiên Trần Nhược cùng nàng chung quanh đám võ giả, đều lộ ra hốt hoảng kinh dị vẻ mặt. Sau đó, Diệp thần liền thấy, ở chung quanh hắc ám hỗn độn bên trong, dần dần hiện ra từng đôi huyết hồng như ánh mắt như dã thú, tràn ngập khát máu, xâm nghiêm, lạnh lùng, hung lệ vẻ mặt, mơ hồ lại có thể thấy từng đạo hình người bóng mờ đường nét, nhưng bởi vì bối cảnh là hắc ám hỗn độn thâm uyên, cho nên cái kia đường nét 10 điểm mơ hồ. Làm thấy này từng đôi huyết nhãn sau khi xuất hiện, Thiên Trần Nhược cùng chúng đám võ giả, phát ra bén nhọn tiếng kêu sợ hãi, giống như tại trong đêm đột nhiên nhìn thấy quỷ, bọn hắn điên cuồng, bọn hắn thét lên, hai tay ôm đầu của mình, thê lương tiếng thét chói tai nhường mỗi người bọn họ ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo. Diệp thần lấy làm kinh hãi, xem Thiên Trần Nhược cùng chúng võ giả bộ dáng, đạo tâm của bọn họ, rõ ràng đã hỏng mất. Này chút liền là sâu uyên ma tộc. Diệp thần nhìn xem cái kia từng đôi huyết nhãn, nội tâm chìm đến đáy cốc. Cái kia từng đôi huyết nhãn, chỗ lộ ra khát máu hung lệ năng lượng, mặc dù không đủ để dung chuyển đạo tâm của hắn, nhưng rõ ràng đối Thiên Trần Nhược đám người tinh thần, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng trùng kích, vô cùng khinh khủng. Thậm chí, trong trời cao, Già Ly Sư Thái cùng Hắc Ám Ma Quân đám người, tại nhìn thấy sâu uyên ma tộc hiện thân về sau, cũng là lộ ra kinh ngạc vẻ chấn động, không ít người thân thể phát run. Bọn hắn vây công lấy đầu kia chu tước thần điểu, phát ra cực kỳ bén nhọn trường minh, theo sâu uyên ma tộc xuất hiện, nó phảng phất lây dính ma khí, nguyên bản xích hồng như dung nham,
không có một tia chất bẩn thân thể, lúc này lượn lờ lên từng sợi khói đen, liền đồng tử đều hóa thành màu đen, cánh một quyền, liền là mảnh lớn mảnh nhỏ mang theo ô uế hỏa diễm bao phủ mà ra. Đáng chết, thật là có cái gì sâu uyên ma tộc. Cứu thục pháp hoàn, cho ta trấn áp. Già Ly sư thái xem đến phía dưới vô tận huyết nhãn, trong mắt lướt qua một tia che lấp, bóp một cái pháp quyết, thôi động sau đầu cứu thục pháp hoàn, nở rộ kim quang, từng sợi kim quang như hồng bạo rơi mà xuống, nhưng này từng đôi huyết nhãn, lọt vào nàng kim quang tẩy lễ, lại không nhận tổn thương chút nào, còn người vẫn là hung ác cùng xâm nghiêm. A! À, tiếp theo sát, kinh người dị biến xuất hiện, chỉ thấy trong bóng tối, phảng phất có một đầu cái bàn tay vô hình, đem thiên trần nhược chờ chúng võ giả bắt lấy, sau đó đem thân thể của bọn hắn, kéo rơi vào phía dưới vô tận thâm uyên bên trong đi. Thiên trần nhược đám người phát ra cực kỳ thê lương tiếng rít chói tai, thiên trần nhược kinh khủng vạn phần hướng về Diệp thần cầu cứu, luân hồi chi chủ, cứu mạng. Diệp thần biến sắc, lập tức huy kiếm phá giết, một đầu vô cùng kiếm khí sắc bén, biểu trảm mà ra, so với hắn vừa mới chém giết muôn vàn ma vật kiếm khí, bén nhọn hơn hung hãn. Nhưng, làm Diệp thần kiếm khí, chém qua cái kia từng đôi huyết nhãn thời điểm, lại phảng phất chạm tại không khí phía trên, trực tiếp sâu vào, căn bản không thể cho huyết nhãn tạo thành một điểm thương tổn, càng không có gây tổn thương đến cho sâu uyên ma tộc. Thoáng qua ở giữa, thiên trần nhược chờ chúng võ giả, đã toàn bộ bị đẩy vào thâm uyên, bóng dáng hoàn toàn không có, khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Cái kia từng đôi huyết nhãn, cũng biến mất tại hỗn độn hư không bên trong. Diệp thần bên tai, mơ hồ truyền đến một câu. Luân hồi chi chủ, ngươi, rất mạnh. Hôm nay, chúng ta không thể bắt giết. Tương lai, lại lĩnh giáo. Từ đầu đến cuối, những cái kia huyết nhãn đều không có tới gần Diệp thần, cái kia cái gọi là sâu uyên ma tộc, cũng không có công kích Diệp thần, tựa hồ là kiêng kỵ Diệp thần thực lực. Trong trời cao, Già Ly sư thái thấy thiên trần nhược bị sâu uyên ma tộc kéo vào thâm uyên, lập tức quá sợ hãi, nghĩ đi cứu viện. Nhưng bị Chu Tước Thần Điểu cuốn lấy, vô pháp thoát thân. Xem ra thiên trần nhược năm đó, là bị sâu uyên ma tộc kéo đi, cho nên nổi điên, lại không biết nàng đã trải qua cái gì. Diệp thần âm thầm lo lắng, đại khái đoán được một chút mi mục. Mộ chủ, nơi này hết sức cổ quái, không nên ở lại lâu, người vẫn là rời đi trước này mảnh mộng cảnh. Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên cũng cảm thấy có điểm không ổn, những thâm uyên đó ma tộc. Không biết là lai lịch gì, vô cùng quỷ dị khủng bố, nơi này rõ ràng không thể ở lại lâu. Diệp thần gật gật đầu, nhưng ngắm nhìn bốn phía, này mảnh mộng cảnh thâm uyên vô biên vô hạn, hắn trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào phá giết ra ngoài. Lạc Phi Thiên nói, mộng cảnh như huyễn cảnh, luôn có một cái hạch tâm, này linh ga trụ chính là hạch tâm, mộ chủ, ngươi chặt đứt này linh ga trụ, liền có thể phá vỡ mộng cảnh ra ngoài. Diệp thần nói, linh ga trụ. Tiền bối, ngươi nói là, căn này màu vàng kim cây cột lớn, ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng sừng sững ở hỗn độn trong vực sâu màu vàng kim trụ lớn. Này màu vàng kim trụ lớn, vô cùng thần bí, nhìn lên trên không đến đỉnh mang, hướng phía dưới cũng không biết sâu bao nhiêu, trên cây cột khắc lấy rất nhiều pháp tướng đồ đằng. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy, nếu như ta không nhìn lầm, này cột nhà liền là linh ga trụ. Đao phong nữ hoàng tiếp lời nói, cũng chính là trọng yếu đồ vật. Diệp thần khẽ giật mình, nói cái gì? Đao phong nữ hoàng nói, truyền thuyết là như thế này, tại thế giới còn không có đản sinh thời điểm, linh ga trụ liền đã tồn tại, lúc ấy Phạm Thiên cùng Tỳ Thấp Nô, thấy được linh ga trụ, liền đánh cái cược, xem ai có thể tìm tới linh ga trụ phần cuối. Phạm Thiên bay lên trên, tìm kiếm điểm xuất phát, Tỳ Thấp Nô hướng xuống, tìm kiếm điểm cuối cùng. Nhưng hai người tìm kiếm vạn thế kỷ nguyên, thủy chung tìm không thấy linh ga trụ khởi nguyên cùng phần cuối. Bọn hắn chấn kinh linh ga trụ vĩ đại, là chân chính vĩ đại kỳ quan. Mà linh ga trụ chủ nhân, liền là, truyền thuyết này cột nhà là hắn vĩ đại pháp lực biểu tượng, Phạm Thiên cùng Tỳ Thấp Nô đều rung động tại vĩ đại, cho là hắn là pháp lực người mạnh mẽ nhất, cam bái hạ phong. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói còn có này loại truyền thuyết. Hắn nhìn từ trên xuống dưới màu vàng kim trụ lớn, đích thật là hoàn toàn không nhìn thấy điểm xuất phát cùng phần cuối, hắn còn tưởng rằng là cái gì đặc thù pháp bảo, nhưng đao phong nữ hoàng lại nói, đây là đồ vật. Lạc Phi Thiên thở dài một tiếng, nói, đây là thế giới trước đó truyền thuyết, ta từng coi là Phạm Thiên chí cao, nhưng sau này phát hiện,
thế giới trước đó khả năng còn có thế giới, khởi nguyên trước đó khả năng còn có khởi nguyên. Là thế giới trước đó, khởi nguyên trước đó đại nhân vật, pháp lực của hắn theo một số phương diện, thậm chí còn mạnh mẽ hơn Phạm Thiên. Lạc Phi Thiên có được vũ trụ mệnh cách, là thiên đạo sáu mệnh một trong, hắn ban đầu chỗ nhìn thấy thế giới chân tướng, căn bản không có cùng tỷ thấp nô tồn tại, cũng chỉ có Phạm Thiên. Phạm Thiên là hết thảy khởi nguyên, một mực tại ngủ say, thế giới là theo hắn ngủ say trong mộng cảnh diễn sinh. Nhưng hiện tại xem ra, đây chỉ là thế giới bộ phận chân tướng, cũng không phải là toàn bộ. Ít nhất, Phạm Thiên không phải một mực ngủ say, tại hắn ngủ say trước đó, tại thế giới khởi nguyên trước đó, còn có thế giới tồn tại, còn có mặt khác cùng Phạm Thiên vị cách tương đương, thậm chí siêu việt cường giả. Tỷ như, pháp lực của hắn thần thông, tại một số phương diện, liền siêu việt Phạm Thiên. Sự cường đại của hắn, cường đại đến hắn linh ga trụ, Phạm Thiên đều sờ không tới điểm xuất phát, tỷ thấp nô cũng sờ không tới chung kết. Diệp Thần tạm thời đem cái này truyền thuyết, xem như là chân thật, nói, này linh ga trụ mạnh mẽ như thế, ta lại làm sao có thể chặt đứt. Đao Phong Nữ Hoàng nói, đây chỉ là mộng cảnh, chỉ cần ngươi có chạm phá hết thảy quyết tâm, liền có thể đem này linh ga trụ chặt đứt. Ngươi muốn chém đứt, kỳ thật cũng không phải linh ga trụ, mà là ngươi nội tâm ràng buộc. Nắm ta thôn vũ đao rút ra. Nếu như là chân chính linh ga trụ, cái kia Diệp Thần dĩ nhiên không có khả năng chặt đứt, đó là vĩ đại pháp lực biểu tượng, đừng nói Diệp Thần, chính là Phạm Thiên cùng tỷ thấp nô này loại trí cao tồn tại, đều không thể dung chuyển. Đúng. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, liền lập tức lại rút ra thôn vũ đao, đây là đao phong nữ hoàng đã từng binh khí, thế gian sắc bén nhất. Diệp Thần tay trái nắm thôn vũ đao, tay phải nắm tiểu đạo thiên kiếm, thế gian sắc bén nhất đao kiếm đều tại tay, hắn khí tức cũng biến thành lăng lệ. Chỉ thủy nhất kiếm, vô tưởng một đao, đao kiếm thần quyết. Diệp Thần hít sâu một hơi, cực hạn kiếm đạo cùng đao ý pháp tắc, tại hai tay đao kiếm ở giữa ấp ủ, đao kiếm thần quyết áo nghĩa trực tiếp bùng nổ, một đạo kiếm quang, một đạo đao mang, xoẹt một tiếng, mang theo xé rách thế giới khủng bố phong mang, cuồng trảm mà ra. Ở giữa không trung đan xen thành thập tự, hình thành một cái to lớn đao kiếm thập tự chạm, hung hăng hướng về kia linh ga trụ chặt đứt. Oanh! To lớn, sáng chói, lấp lánh đao kiếm thập tự chạm, hung hăng chạm tại linh ga trụ phía trên, linh ga trụ ứng tiếng đứt gãy, to lớn cột nhà từ giữa đó đứt đoạn, oanh long long hướng dưới vực sâu sụp đổ. Hô! Diệp Thần thở dốc một tiếng, trực tiếp vận dụng đao kiếm thần quyết, hắn linh khí trong nháy mắt bị rút mất 7-8 phần. Nhưng đao kiếm thần quyết uy lực, không để cho hắn thất vọng, chỉ một chút, liền chặt đứt linh ga trụ. Luân hồi chi chủ, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Tại chặt đứt linh ga trụ trong nháy mắt, Diệp Thần mông lung, loáng thoáng, trong lúc mơ mơ màng màng, phảng phất nghe được một đạo tuyên cổ thanh âm, tràn đầy uy nghiêm, trang nghiêm, bá khí, chí tôn vô thượng ý vận. Thanh âm này hốt hoảng, lại tựa như là ảo giác, rất nhanh liền bị linh ga trụ sụp đổ oanh long long tiếng vang che mất. Linh ga trụ sụp đổ, chỉnh mảnh hỗn độn thâm uyên, cũng đi theo sụp đổ, không gian nứt ra, khí lưu gào thét, Diệp Thần trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, chung quanh thế giới đang vặn vẹo. Đợi đến xoay tròn lắng lại, Diệp Thần mở mắt xem xét, lại phát hiện mình lại lần nữa về tới Hắc Long Đàm, trước mặt nằm sấp một cái cấm bà dị quỷ vặn vẹo nữ tử. Đó chính là Thiên Trần Nhược, nàng tựa hồ thanh tỉnh một chút, nhưng đôi mắt vẻ mặt vẫn là vô cùng hỗn loạn. Tại tỉnh táo cùng mê thất ở giữa dãy giụa, tràn đầy thống khổ, trong cổ họng phát ra dã thú thụ thương bất lực cái chủng loại kia tiếng kêu ré, rất là chấn động nhân tâm. Diệp Thần nhìn thấy mình đã ra tới, cảm thấy hơi định, lại đi xem Thiên Trần Nhược, liền thấy khí tức của nàng, cùng sâu uyên ma tộc tương tự, trong cơ thể của nàng, tựa hồ bị rót vào thâm uyên tà túy. Mộ chủ, nàng hẳn là chúng ta, dùng ta đạo Thiên Sơn Hà Lô, nấu một chút nàng. Nhìn một chút có thể hay không để cho nàng khôi phục tỉnh táo. Lạc Phi Thiên nói ra. Diệp Thần đang có ý đó, liền gật gật đầu, tế ra đạo Thiên Sơn Hà Lô, vạch phá đầu ngón tay, bắn ra một giọt máu, đem đạo Thiên Sơn Hà Lô rót đầy. Hắn bước đi lên đi, Thiên Trần Nhược như bị hoảng sợ như dã thú về sau thẳng đi, nhưng đã không cách nào lại kháng cự hắn. Diệp Thần huy kiếm chặt đứt Thiên Trần Nhược trên tay chân xích sắt, nắm lên nàng nhu nhược thân thể. Bịch một tiếng, đưa nàng ném đến đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong đi, liền thôi động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, đun sôi dòng máu. Oa a! Dòng máu đun sôi, Thiên Trần Nhược nhận chưng nấu,
lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. An tĩnh một chút, ta hiện tại là tại cứu ngươi. Diệp Thần ngón tay niêm hoa, làm Phật đà tướng, một đạo Phật quang đánh ra, làm cho thiên trần nhiều thoáng an tĩnh một chút, trong cổ họng kêu thảm biến thành ô yết khẽ kêu, liền ngoan ngoãn núp ở đạo thiên sơn hà lô bên trong, mặc cho Diệp Thần chưng nấu. Bên ngoài, Thiên Nguyệt Tâm nghe được dị dạng tiếng động, nội tâm lại là tò mò, lại là lo lắng, nhưng cũng không dám đi xem, chỉ chờ đợi lo lắng lấy. Diệp Thần dùng đạo thiên sơn hà lô cùng luân hồi máu, chưng nấu thiên trần nhược, dần dần đem trong cơ thể nàng ô uế đổ vật nấu ra tới. Nàng năm đó, tựa hồ là bị sâu uyên ma tộc, rót vào một chút tà túy loại hình đồ vật, thân thể trong kinh mạch, lưu chuyển lên trong máu, tràn ngập rất nhiều dơ bẩn như bùn nhão tà vật, thế mà còn có một số sắt thép mảnh vỡ cùng không biết tên mảnh kim loại. Trong kinh mạch lưu chuyển thì lên nhiều như vậy tà vật cùng dị vật, cơ thể người chịu thống khổ, có thể nghĩ. Đáng sợ nhất là, thiên trần nhược trong não, lại bị ký sinh rất nhiều đáng sợ độc trùng ma cổ, đầu óc của nàng đã sớm không thành nhân dạng. Khó có thể tưởng tượng tại to lớn như vậy ăn mòn cùng tra tấn dưới, nàng là làm sao sống được. Diệp Thần trọn vẹn đưa nàng nấu 7 ngày, luân hồi dòng máu đổi mười mấy lần, chính hắn đều bỏ ra to lớn tiêu hao, mới rốt cục là đem thiên trần nhược trong cơ thể ô uế tà túy, toàn bộ nấu ra tới. Ô uế diệt hết thiên trần nhược, da thịt tỏa ra mới hào quang, Diệp Thần lại chải vuốt tốt tóc của nàng, thay nàng thay đổi một bộ trắng thuần quần áo. Làm thiên trần nhược theo đạo thiên sơn hà lô bên trong đi ra, nàng đã hoàn toàn không có cái gì quái vật bộ dáng, mà là một cái dung mạo tuyệt mỹ, tư thái thướt tha, da thịt tuyết trắng, khí chất thanh lý ưu nhã nữ tử. Diệp Thần thấy thiên trần nhược thu hoạch được tân sinh, vui mừng quá đỗi. Mà tỉnh táo lại thiên trần nhược, vẫn còn là như mộng ảo bộ dáng, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, có chút bao la mờ mịt cùng hốt hoảng. Diệp Thần hỏi, biết mình tên sao? Thiên Trần Nhược kiều khu run lên, vô ý thức đáp biết, ta gọi Thiên Trần Nhược. Diệp Thần lại hỏi, người muội muội là ai, sư phụ là ai? Thiên Trần Nhược nói, muội muội ta, Nguyệt Tâm, Nguyệt Tâm đang chờ ta trở về. Còn có sư phụ ta, Già Ly Sư Tôn đang chờ ta trở về. Nàng lúc này tinh thần trí nhớ dần dần khôi phục, thần sắc bức thiết dâng lên. Diệp Thần nói, cái kia ngươi biết ta là ai không? Thiên Trần Nhược ngẩn ngơ, nhìn xem Diệp Thần thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, hồi tưởng lại mấy ngày nay từng màn, gò má nàng đột nhiên đỏ lên, nói ta biết, ngươi là luân hồi chi chủ, là, ngươi đã cứu ta. Diệp Thần nói, rất tốt, ngươi biết tên của ta, vậy thì tốt. Thiên Trần Nhược cuống quýt quỳ xuống, nói, luân hồi chi chủ, đa tạ cứu mạng, ngươi để cho ta giành lấy cuộc sống mới, ta cảm kích khôn cùng, có thể thả ta ra ngoài. Trước hết để cho ta nhìn một chút muội muội cùng sư tôn sao? Ngươi yên tâm, chờ ta thấy xong muội muội ta cùng sư tôn, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Diệp Thần nói, ngươi trước dâng lên, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi. Thiên Trần Nhược ngẩn ngơ, lại cũng không dám vi phạm, liền chậm rãi đứng dậy, khoanh tay cúi đầu đứng tại Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần trầm ngâm, bắt đầu đi qua đi lại, tính toán hẳn là muốn hỏi điều gì. Thương Linh Dược Giới, Long Thần Thiên Uyên Đảo, Mộ Táng Cung, Linh Ga Trụ, Chu Tước Mảnh Vỡ, có thể nói là thiên đầu vạn tự. Đao Phong Nữ Hoàng nói, Diệp Thần, người hỏi mau nàng Thương Linh Dược Giới tọa độ, Chu Tước Mảnh Vỡ cụ thể lại ở nơi nào? Hiện tại có khả năng khẳng định là, Chu Tước Mảnh Vỡ ngay tại Thương Linh Dược Giới, nhưng trước mắt Diệp Thần cùng Đao Phong Nữ Hoàng, cũng không biết Thương Linh Dược Giới tọa độ. Mà lại, Thương Linh Dược Giới hiển nhiên là một cái đại thế giới. Cương vực bao la, muốn tìm đến Chu Tước Mảnh Vỡ, tốt nhất vẫn là muốn bắt đến Chu Tước Mảnh Vỡ tọa độ cụ thể. Diệp Thần nhìn xem Thiên Trần Nhược con mắt, liền hỏi, ngươi năm đó, đi theo ngươi sư tôn đi tìm Chu Tước Mảnh Vỡ, muốn đi đến một cái gọi Thương Linh Dược Giới địa phương. Thiên Trần Nhược nghe được Diệp Thần hỏi thăm, nhớ lại năm đó sự tình, trong mắt toát ra một chút sợ hãi, nói, đúng vậy, năm đó. Thật sự là quá khốc liệt, cái kia Chu Tước Mảnh Vỡ đã hóa hình. Biến thành một con Chu Tước thần điểu, chiếm cứ tại chôn xương trong vực sâu, ta theo sư tôn đi săn giết, nhưng này Chu Tước thần điểu quá cường đại, sư tôn không địch lại. Mà lại, cái kia chôn xương trong vực sâu, lại sinh ra một cái tên là sâu uyên ma tộc đáng sợ chủng tộc, ta kém chút liền. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt nàng ý sợ hãi, liền nồng đậm hơn, kiều khu phát run nói không ra lời.
Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nói ta vừa rồi từng tiến vào giấc mơ của ngươi, ngươi năm đó, là bị Sâu Uyên ma tộc kéo đi rồi. Thiên Trần Nhược Kiều khu thoáng qua, cơ hồ té ngã, chuyện năm đó, rõ ràng đối nàng tạo thành cực kỳ nghiêm trọng trùng kích. Đừng hoảng hốt, có ta ở đây. Diệp Thần đưa tay tới, đỡ lấy Thiên Trần Nhược, nắm ngươi biết đồ vật, toàn bộ nói cho ta biết là được. Hắn đã thành Phật, trên thân tự mang luân hồi Phật quang, Thiên Trần Nhược cùng hắn tiếp xúc, lập tức liền thấy an tâm rất nhiều, trong mắt vẻ sợ hãi giảm xuống, khẽ gật đầu. Năm đó ta, ai, ta không đành lòng nói, ngươi bắt lấy ta tay. Thiên Trần Nhược muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là vô pháp nói tỉ mỉ năm đó sự tình. Diệp Thần biết nàng là quá sợ hãi, chuyện năm đó, đối với nàng mà nói, cũng là nghĩ lại mà kinh. Ngay sau đó, Diệp Thần liền bắt được nàng tay. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền bắt được Thiên Trần Nhược nội tâm trí nhớ, đăm chiêu suy nghĩ, từng màn đáng sợ hình ảnh. Tại này trong tấm hình, Diệp Thần thấy được từng đôi huyết nhãn, bao vây tại bốn phía, đó là Sâu Uyên ma tộc người. Thiên Trần Nhược nằm tại một cái trên bệ đá, như cừu non tùy ý xẻ thịt. Có Sâu Uyên ma tộc người, bưng tới một bát bát màu xanh sẫm hoặc đen kịt chất lỏng, rót vào Thiên Trần Nhược trong mồm. Thiên Trần Nhược phát ra tiếng kêu thảm, kêu rên, tê tâm liệt phế. Sâu Uyên ma tộc rót vào trong miệng nàng chất lỏng, tựa hồ là một loại đặc thù ma dược, hỗn hợp có đủ loại ô uế ác tâm đồ vật, thậm chí còn có chút kim loại sắt thép mảnh vỡ tồn tại. Những vật này rót trong cơ thể nàng, nàng liền triệt để nổi điên, trực tiếp hỏng mất. Nhưng đến cuối cùng, Sâu Uyên ma tộc người lại thả nàng. Diệp Thần cảm nhận được Thiên Trần Nhược trí nhớ, cũng là một hồi dùng mình. Rõ ràng chẳng qua là trí nhớ hình ảnh, nhưng hắn cũng tựa hồ cảm nhận được cái kia một bát bát ma dược ác tâm, tựa hồ ngửi được trong đó tản ra mùi hôi chuột chết mùi vị, này trùng ma dược chỉ là gặp, cũng làm người ta thấy nghĩ nôn mửa, mà Thiên Trần Nhược năm đó lại bị cứng rắn rót mười mấy bát, trong đó chịu thống khổ cùng tra tấn, thật là khó mà hình dung. Ngươi năm đó, Diệp Thần trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thiên Trần Nhược cười khổ nói. Năm đó Sâu Uyên ma tộc, cho ta rót bọn hắn đặc biệt nghiên chế Thâm Uyên ma dược, chỉ cần uống xong này Thâm Uyên ma dược, liền lại biến thành một phần của bọn hắn con, cũng sẽ sa đọa thành ma tộc. Nhưng, trong lòng ta lo lắng lấy muội muội ta, hải đăng bất diệt, ta coi như nổi điên, cũng không có thành ma. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, nói, bọn hắn cho ta quán ma dược, rồi lại không giết ngươi, thậm chí cuối cùng thả ngươi, này là vì sao? Thiên Trần Nhược nói. Là muốn cho ta sa đọa thành ma tộc, sau đó tại không không lúc nào không chủ thế giới, truyền bá bọn hắn cái gọi là tử vong ma âm, truyền bá diêm ma tử thần tín ngưỡng, bởi vì bọn hắn không tiện rời đi chôn xương Thâm Uyên, cho nên cần truyền giáo người. Diệp Thần nói, truyền giáo người, diêm ma tử thần. Diêm ma tử thần là cái gì? Hắn nghe qua tử thần truyền thuyết, đó là đã từng cửu thần một trong, cực đạo ma tôn ma phi thiên huyễn tưởng thân, từng làm qua tử thần. Nhưng Thiên Trần Nhược nói tới Diêm Ma Tử Thần, rõ ràng cùng đã từng tử thần, không phải thằng tốt. Thiên Trần Nhược lắc lắc đầu nói, ta cũng biết không nhiều, đại khái liền là những Thâm Uyên đó ma tộc tín ngưỡng chủ thần đi, nghe nói cái kia Diêm Ma Tử Thần, rất lợi hại, là thế gian đệ nhất cái người đã chết, hắn chết sau liền nhìn thấy sinh tử chân lý, trở thành ban đầu tử thần. Diệp Thần nói, thế gian đệ nhất cái người đã chết. Ban đầu tử thần sao? Thiên Trần Nhược cười khổ nói, tóm lại, năm đó ta là bị rót ma dược, nhưng bởi vì nhớ thương lấy muội muội, trong lòng hải đăng bất diệt, cho nên không có lưu lạc thành ma tộc. Diệp Thần nói, cái kia những người khác, hắn nhớ kỹ ngoại trừ Thiên Trần Nhược bên ngoài, còn có những võ giả khác bị bắt đi, đại khái đều bị rót ma dược. Thiên Trần Nhược nói, những người khác, đoán chừng là sa đọa, hoặc là không chịu nổi ma dược trùng kích, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, nhưng ta đoán chừng. Không ai có thể rời đi Thương Linh Dược Giới đi truyền giáo, Thương Linh Dược Giới mặt đất có mộ táng cung tọa chấn, Sâu Uyên ma tộc muốn đi ra ngoài truyền giáo, trừ phi trước tiên đem mộ táng cung người toàn giết. Diệp Thần chấn động, nói, mộ táng cung. Thiên Trần Nhược nói, đúng vậy a, luân hồi chi chủ, người hẳn phải biết mộ táng cung a. Đó là luân hồi pháp tắc sáng tạo giả, thiên tổ sáng lập thế lực, Thương Linh Dược Giới mộ táng cung, chẳng qua là một cái phân bộ cứ điểm. Tổng bộ đã bị thiên tổ hiểu tan hết. Ta tại Thương Linh Dược Giới mộ táng trong cung, nhìn thấy qua chân dung của ngươi, người ở đó nói,
ngươi là thiên tổ tiên đoán bên trong người phát ngôn, bất quá khi đó ngươi còn không có Giáng sinh. Diệp Thần gật gật đầu, lúc ấy thật sự là hắn còn không có Giáng sinh, nhưng xem ra bánh răng vận mệnh sớm liền bắt đầu chuyển động, thiên tổ đều đã nhìn thấy chưa tới thời gian trường hà bên trong, có hắn tồn tại, thậm chí lưu lại chân dung. Ta đại khái hiểu, hết thảy nhân quả hội tụ chỗ, là thương linh dược giới. Trong truyền thuyết Mộ Táng Cung, tại thương linh dược giới bên trong, bọn hắn chấn thủ lấy thương linh dược giới, sậu uyên ma tộc là dưới mặt đất thế lực, tại một cái gọi chôn xương thâm uyên địa phương. Bọn hắn bởi vì một ít nguyên nhân, không thể đi trên mặt đất, cho nên muốn đem ngươi cùng rất nhiều võ giả, dị hóa thành ma tộc, để cho các ngươi đi truyền bá Diêm Ma Tử Thần tín ngưỡng. Nhưng, bởi vì có Mộ Táng Cung tồn tại, các ngươi không có khả năng rời đi thương linh dược giới. Diệp Thần đại khái làm rõ suy nghĩ, qua nhiều năm như vậy, tại không không lúc nào không chủ thế giới, chưa từng có Diêm Ma Tử Thần truyền thuyết. Vậy hiển nhiên, năm đó Thiên Trần Nhược đám người, coi như bị rót ma dược, sa đọa biến thành ma tộc, cũng không thể rời đi thương linh dược giới, bởi vì có Mộ Táng Cung người đang nhìn. Thiên Trần Nhược nói, đúng vậy, đúng là như thế, Mộ Táng Cung rất lợi hại, trừ phi cái kia thiên địa lật đổ truyền ngôn ứng nghiệm, bằng không sâu uyên ma tộc không có nửa điểm phần thắng. Năm đó ta, là bị sư tôn mang đi, bằng không mà nói, ta cũng không có khả năng rời đi thương linh dược giới, Mộ Táng Cung người không có khả năng buông tha ta, dù sao ta lúc ấy đã bị rót ma dược. Diệp Thần ngạc nhiên nói, thiên địa lật đổ, này lại là cái gì truyền thuyết? Thiên Trần Nhược nói, ta cũng biết không nhiều, chẳng qua là nghe qua một điểm. Ban đầu chôn xương thâm uyên, cũng không có cái gì sinh linh tồn tại, cũng không có cái gì sâu uyên ma tộc. Đây chẳng qua là thương linh dược giới rác rưởi lấp chôn tràng. Diệp Thần nói, rác rưởi lấp chôn tràng. Thiên Trần Nhược nói, đúng vậy, truyền thuyết năm đó thiên tổ, cùng là bằng hữu, ban thưởng chính mình linh ga trụ một điểm phát sáng, vì thiên tổ lãnh địa thương linh dược giới, mở ra một cái chôn xương thâm uyên. Cái này chôn xương thâm uyên, không gian vô cùng lớn, có thể lấy ra làm một cái rác rưởi lấp chôn tràng, thương linh dược giới luyện dược sư rất nhiều. Lúc chế thuốc sẽ sinh ra đủ loại có hại cặn thuốc, này chút cặn thuốc nếu như không xử lý tốt, sẽ hình thành tai họa. Nhưng, có chôn xương thâm uyên, liền không cần lo lắng, hết thảy cặn thuốc có khả năng nghiêng đổ vào, còn có thương linh dược giới bên trong, hết thảy thi thể người chết, đều sẽ ném vào chôn xương thâm uyên, còn có địa mạch vận hành sinh ra ô uế, các đại môn phái một chút không nên ban bố văn thư, thậm chí nghe nói người tâm tình tiêu cực, không muốn bị người ta biết bí mật. Chỉ cần hướng chôn xương thâm uyên thổ lộ, đều có thể ném vào trong vực sâu. Tóm lại, cái này chôn xương thâm uyên, có thể nói là toàn bộ thương linh dược giới, nhất vì địa phương trọng yếu, thương linh dược giới hết thảy ô uế, ghê tởm, tội nghiệt, cho cặn, hết thảy mặt trái đồ vật, toàn bộ đều có thể lấp vào trong vực sâu đi, mà lại cái này thâm uyên vĩnh viễn cũng lấp không đầy, người nói thần kỳ không thần kỳ. Diệp Thần trừng to mắt, nói, nếu quả như thật như thế, cái kia hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ. Thiên Trần Nhược nói, đúng vậy a, cái kia chôn xương thâm uyên, là dùng linh ga trụ phát sáng xây dựng địa phương, pháp tắc ảo diệu thần kỳ, không phải chúng ta có thể hiểu được. Nhưng sau này ngã xuống, toàn bộ thương linh dược giới đều lâm vào khủng hoảng, sợ hãi chôn xương thâm uyên sẽ chịu ảnh hưởng, theo lúc kia, thương linh dược giới liền có một cái đáng sợ lời đồn đại tại lưu truyền. Cái kia lời đồn đại, liền là thiên địa lật đổ. Cuối cùng có một ngày, chôn xương trong vực sâu tích lũy hết thảy ô uế, ghê tởm, bẩn thỉu đồ vật, thi cốt, cặn thuốc, tâm tình tiêu cực các loại, sẽ toàn bộ từ trên bầu trời trút xuống tới. Cái này là thiên địa lật đổ, trong vực sâu tội ác, từ trên bầu trời trút xuống, vô tận dơ bẩn sẽ đem thương linh dược giới bao phủ hoàn toàn. Mà sâu uyên ma tộc sinh ra, càng một bước tăng lên thương linh dược giới khủng hoảng. Sâu uyên ma tộc là từ vô tận ô uế bên trong đản sinh ra chủng tộc, thương linh dược giới các đại môn phái đều lúng túng cực kỳ, đã sớm uống máu ăn thề, dùng Mộ Táng Cung cầm đầu, muốn hợp lại trấn áp ma tộc, cho nên nếu có cái gì bẩn thỉu đồ vật, theo trong vực sâu leo ra, lập tức liền bị Mộ Táng Cung liên minh cường giả giết chết, không có khả năng sống sót ra ngoài. Diệp Thần lâm vào trầm tư, lại có nghi vấn, nói cái kia chu tước mảnh vỡ đâu? Làm sao lại xuất hiện tại chôn xương thâm uyên? Có phải hay không xảy ra biến cố gì? Chu tước mảnh vỡ giá trị, rõ ràng dễ thấy, đây chính là hy thế kỳ chân, cũng không phải cái gì muốn bị ném vào trong vực sâu rác rưởi. Thiên Trần Nhược nói, ngô,
Năm đó ta cùng sư tôn đi thương linh dược giới, tìm kiếm chu tước mảnh vỡ, nhưng kỳ thật thương linh dược giới các đại môn phái người, cũng đang tìm kiếm tranh đoạt, khi đó chu tước mảnh vỡ đã hóa hình, nhưng vừa mới hóa hình nó còn vô cùng nhỏ yếu, vô pháp đối kháng chư nhà các phái người, đặc biệt là mộ táng cung. Nó bất đắc dĩ, liền chạy đến chôn xương thâm uyên, mộ táng cung cùng các đại môn phái người, cũng không dám tùy tiện bước vào thâm uyên, liền đình chỉ vây giết. Ta cùng sư tôn đi qua thời điểm, bên người còn có mặt khác thiên đế cấp bậc cao thủ, đến từ không không lúc nào không các nơi, cũng là vì cướp đoạt chu tước mảnh vỡ. Chúng ta cho mộ táng cung một số lớn thiên tài địa bảo, mới thu hoạch được cho phép, có thể tiến vào chôn xương trong vực sâu vây giết chu tước. Nhưng lúc đó chu tước đã kinh biến đến mức phi thường mạnh mẽ, sư tôn ta đều đánh không lại, sau này thậm chí. Diệp Thần gật đầu nói, chuyện sau đó, ta biết. Đầu đuôi sự tình, hắn đại khái làm rõ. Chu tước mảnh vỡ ngay tại thương linh dược giới, ban đầu mộ táng cung cùng thương linh dược giới môn phái khác người, đều muốn tranh đoạt. Nhưng chu tước mảnh vỡ hóa hình, trốn vào chôn xương thâm uyên, bọn hắn thúc thủ vô sách, sau này già ly sư thái. Hắc ám ma quân đám người buông xuống, mạo hiểm thân phó thâm uyên vây giết chu tước, nhưng kết quả lại thất bại, già ly sư thái bị nghiêm trọng bỏng, thậm chí hủy dung nhan. Mà thiên trần nhược, bị chôn xương trong thâm uyên sâu uyên ma tộc, rót ma dược, trực tiếp sụp đổ nổi điên, một cho tới hôm nay, mới bị Diệp Thần cứu tỉnh. Thiên tổ sáng tạo thế lực thần bí, đã sớm tan biến tại trong dòng sông lịch sử mộ táng cung, ngay tại thương linh dược giới, mà Diệp Thần mong muốn chu tước mảnh vỡ. Một dạng là tại thương linh dược giới. Không hề nghi ngờ, cái kia thương linh dược giới, liền là hết thảy nhân quả hội tụ chỗ. Long thần thiên uyên đảo cũng tại thương linh dược giới bên trong sao? Diệp Thần lại hỏi. Thiên Trần Nhược ngẩn ngơ, nói, Long thần thiên uyên đảo, là địa phương nào? Diệp Thần nói, đúc tinh Long thần lãnh địa, người có thể từng nghe qua. Thiên Trần Nhược tú mi nhăn lại, nói, Long thần thiên uyên đảo, ta chưa từng nghe qua. Thương linh dược giới tựa hồ không có nơi này, nhưng đúc tinh long thần ta biết. Năm đó vây giết chu tước thời điểm, sư tôn ta bên người có người bằng hữu, chính là một đầu thiên đế băng long, đã hóa hình, gọi Long Vấn Thiên, tu băng thuộc tính công pháp. Lúc ấy sư tôn ta cùng Long Vấn Thiên hợp tác, muốn dựa vào hắn huyền băng thần công, đối kháng chu tước thiên hỏa, nhưng cũng tiếc cuối cùng vẫn là ngăn không được, cái kia Long Vấn Thiên chính là đúc tinh long thần đệ tử. Năm đó là vẫn lạc tại thương linh dược giới bên trong. Diệp Thần ồ một tiếng, xem ra năm đó tranh đoạt chu tước mảnh vỡ chiến đấu, quả nhiên là vô cùng thảm liệt, liền đúc tinh long thần đệ tử cũng đã chết. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, cái kia long thần thiên uyên đảo, hẳn là gần nhất này vạn năm thời gian, mới lướt tới thương linh dược giới. Diệp Thần âm thầm gật đầu, hắn biết long thần thiên uyên đảo một mực tại chư giới phiêu lưu, cho nên tọa độ vô định. Coi như tạm thời lướt tới thương linh dược giới, về sau cũng có thể sẽ rời đi, tiếp tục phiêu lưu. Trần Nhược cô nương, người có thể nói cho ta biết thương linh dược giới tọa độ. Diệp Thần hỏi, nếu biết thương linh dược giới, là hết thảy nhân quả hội tụ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ cần đi đến thương linh dược giới, hắn liền có cơ hội thu lấy chu tước mảnh vỡ, thậm chí còn có cơ hội phá vỡ mộ táng cung bí mật, tìm kiếm đến thiên tổ tung tích. Đối người khác mà nói, vô cùng kinh khủng chu tước mảnh vỡ, khó mà thuần phục tồn tại, nhưng Diệp Thần là có lòng tin thu lấy, dù sao hắn là luân hồi chi chủ, chu tước mảnh vỡ bản thân liền là một phần của thân thể hắn. Thiên Trần Nhược Trần chờ một thoáng, nói, luân hồi chi chủ, người muốn đi thương linh dược giới sao? Diệp Thần nói, đúng thế. Thiên Trần Nhược nói, ta khuyên ngươi đừng đi. Diệp Thần nói, vì cái gì? Thiên Trần Nhược nói, ta vừa mới đã nói với ngươi, thiên địa lật đổ truyền thuyết, bây giờ đã trải qua nhiều năm như vậy, cái kia truyền thuyết, hơn phân nửa đã ứng nghiệm. Không, hẳn là tuyệt đối ứng nghiệm, ta có thể cảm nhận được sâu uyên ma tộc ý chí, bọn hắn điên cuồng, xúc động, vui sướng, hò hét, gieo hò, rõ ràng truyền thuyết đã ứng nghiệm, bọn hắn đã đột phá chôn xương thâm uyên hạn chế, tại thương linh dược giới bên trên bừa bãi tàn phá. Hắc ám cùng điên cuồng. Còn có vô tận ô uế, khả năng đã đem thương linh dược giới bao phủ, người tới ngay, chỉ là chịu chết thôi. Mà lại, người mong muốn chu tước mảnh vỡ, khả năng sớm đã bị chôn vùi xương thâm uyên hắc ám chỗ ô nhiễm, không có khả năng cho ngươi thêm luyện hóa, hắc ám lực lượng quá mức khủng bố. Chôn xương thâm uyên, là cái vô cùng địa phương đáng sợ,
thương linh dược giới ngàn tỷ thế kỷ nguyên, vô số thi cốt, cặn thuốc, rác rưởi, mặt trái suy nghĩ, đủ loại oán niệm, toàn bộ trút xuống đến chôn xương trong vực sâu đi, khi thiên địa lật đổ về sau, trong vực sâu đồ vật toàn bộ từ không trung nghiêng ngã xuống, cái kia tạo thành hậu quả, tuyệt đối là tận thế tai họa. Thiên Trần như cảm giác được, thương linh dược giới đã bị hắc ám che mất. Đến mức chu tước mảnh vỡ, cái kia sớm đã bị thâm uyên lực lượng ăn mòn, không tinh khiết đến đâu, bên trong tràn ngập ô uế, coi như là Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, cũng chưa chắc có thể luyện hóa. Diệp Thần nghe được Thiên Trần Nhược lời này, vẻ mặt cũng là lập tức trở nên trịnh trọng xuống tới. Nếu như thiên địa lật đổ truyền thuyết đã ứng nghiệm, cái kia đích thật là chuyện cực kỳ kinh khủng. Nhưng, khó được biết chu tước mảnh vỡ hạ lạc, Diệp Thần lại làm sao có thể bỏ lỡ. Trần Nhược cô nương, người cứ việc nói cho ta biết chính là, ta sẽ xử lý. Diệp Thần cẩn thận cân nhắc qua đi, nhân tiện nói. Thiên Trần Nhược yên lặng một thoáng, cuối cùng thở dài, được a, chính ngươi cẩn thận, thương linh dược giới truyền thuyết là thế giới bên ngoài thế giới, là thiên tổ theo thế giới bên ngoài mang tới lãnh địa, cái thế giới này trên mai rùa mặt, ta có thể cho ngươi tọa độ. Diệp Thần nói, mai rùa. Thiên Trần Nhược nói, đúng vậy, thế giới bên ngoài lãnh địa, mong muốn đưa vào thế giới bên trong, vô cùng gian nan, cần đột phá thiên đạo hạn chế, còn có phạm thiên ý chí, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng thiên tổ suy nghĩ cái biện pháp, hắn mang theo một đầu huyền quy tiến đến, cái kia huyền quy 10 điểm to lớn, trên mai rùa mặt có ngàn ngàn vạn vạn cái ngăn chứa, phía trên mỗi một cái ngăn chứa, nhìn bề ngoài đều che kín một mảnh bùn, trên thực tế cái kia từng mảnh bùn, liền là từng cái đại thế giới. Huyền quy tiến vào thế giới bên trong về sau, chịu thiên đạo trùng kích mà chết, thân hóa thạch điêu, phía trên ngàn ngàn vạn vạn cái đại thế giới, đã toàn bộ sụp đổ. Chỉ có một cái đại thế giới may mắn còn sống sót, cái kia chính là thương linh dược giới. Nói xong, Thiên Trần Nhược trong tay linh khí hội tụ, hóa thành một bức tọa độ cầu, đưa cho Diệp Thần. Cái này là thương linh dược giới tọa độ cầu. Diệp Thần tiếp đi tới nhìn một chút, bản vẽ này trên thực tế vẽ lấy một đầu huyền quy ảo diệu vô tận, mai rùa bên trên có ngàn ngàn vạn vạn cái đại thế giới, Thiên Trần Nhược đã tiêu chú trong đó thương linh dược giới chỗ. Cũng tiêu chú huyền quy tại không không thời không vị trí cụ thể. Diệp Thần cuối cùng đạt được cụ thể tọa độ cầu, cảm thấy trở nên kích động, nói, đa tạ, Trần Nhược cô nương. Thiên Trần Nhược nói, không cần cảm ơn, luân hồi chi chủ, ta lại khuyên nhủ ngươi một tiếng, thương linh dược giới thiên địa đã lật đổ, thế giới kia đã bị hắc ám bao phủ, ngươi thật muốn đi, sẽ là vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần nói, ta biết, cô nương xin yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Thiên Trần Nhược mỉm cười nói, không cần gọi ta cô nương khách khí như vậy, gọi ta Trần Nhược là có thể, ngươi cứu được tính mạng của ta, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi, liền là cái kia thương linh dược giới, quá mức hắc ám nguy hiểm, ta chỉ sợ không thể đi theo ngươi đi, bằng không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thần nói, không sao, chính ta đi là được, ngươi muội muội chờ ngươi ở ngoài, chúng ta ra ngoài đi. Sự tình sơ bộ giải quyết, Diệp Thần tâm tình thật tốt. Rốt cục biết thương linh dược giới tọa độ. Bước kế tiếp, hắn liền chuẩn bị đi thương linh dược trong giới, tìm kiếm chu tước mảnh vỡ. Mặc kệ đến cỡ nào nguy hiểm, đi trước lại nói, cũng không thể lùi bước. Thiên Trần Nhược nghe được muội muội chờ ở bên ngoài nàng, tâm tình trở nên kích động, ừ một tiếng, lúc này liền đi theo Diệp Thần rời đi Hắc Long Đàm. Lúc này Thiên Nguyệt Tâm, đang ở phía ngoài trên lối đi chờ. Nàng đã đợi 7-8 ngày. Một mực không có tin tức, ngồi chồm hổm ở, hai tay ôm đầu gối, mắt đục đỏ ngầu, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đang bàng hoàng thời khắc, bỗng nhiên thấy Diệp Thần cùng Thiên Trần Nhược ra tới, nàng lập tức sững sờ, không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này Thiên Trần Nhược, đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, không còn có một điểm ô uế quái vật bộ dáng, toàn thân sạch sẽ, khí chất thanh nhã. Tỷ tỷ, Thiên Nguyệt Tâm ngốc ngốc kêu một tiếng. Nguyệt Tâm. Thiên Trần Nhược nhìn thấy muội muội, cũng là xúc động rơi lệ, bước nhanh chạy đi lên. Thiên Nguyệt Tâm đứng dậy, Thiên Trần Nhược liền ôm chặt lấy nàng. Hai tỷ muội ôm nhau, cảm thụ được Thiên Trần Nhược nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại, Thiên Nguyệt Tâm mới biết mình không có nằm mơ, nước mắt liền đổ rào rào rớt xuống, nói tỷ tỷ, ngươi không sao, ngươi thật không sao. Thiên Trần Nhược nâng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng lau Thiên Nguyệt Tâm trên gương mặt nước mắt, nói ừm, tỷ tỷ không sao. May mắn mà có luân hồi chi chủ cứu giúp,
hai chúng ta tỉ muội cho hắn đập cái đầu đi. Thiên Nguyệt Tâm vô cùng cảm kích nhìn Diệp Thần, nói, được. Ngay sau đó, hai tỉ muội liền chậm rãi quỳ xuống, hướng Diệp Thần dập đầu một cái. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, không cần, nơi này bực mình, chúng ta vẫn là nhanh lên ra ngoài đi. Thiên Trần Nhược cùng Thiên Nguyệt Tâm gật đầu đứng dậy, hai người liền đi theo Diệp Thần đằng sau, dọc theo hang động lối đi hướng mặt đất đi đến. Diệp Thần tính toán thời gian, theo chính mình xuống tới, đến cứu tỉnh Thiên Trần Nhược, trước sau thời gian 7-8 ngày là có. Hắn hướng Thiên Nguyệt thầm nghĩ, Nguyệt Tâm cô nương, chúng ta lần này cứu ngươi tỉnh tỷ tỷ, nhưng không có nói cho Già Ly sư thái, phía sau ngươi nói thế nào. Tuy nói cứu tỉnh Thiên Trần Nhược, đây là đại công đức một kiện, nhưng Già Ly sư thái tính tình cổ quái, không có nói tiên tri sẽ nàng có thể muốn sinh khí, thậm chí lớn phát cáu. Thiên Nguyệt Tâm ngẩn ngơ, nghĩ đến Già Ly sư thái cái kia cô tịch bất thường bộ dáng, cũng là có chút điểm hoảng hốt, nói, hẳn là. Sẽ không có chuyện gì đi, sư phụ thấy tỷ tỷ tỉnh lại, cao hứng còn không kịp, hẳn là sẽ không phạt chúng ta. Thiên Trần Nhược ôi một tiếng, nói các ngươi xuống tới nơi này, không có nói cho sư tôn sao. Thiên Nguyệt thầm nghĩ, không có. Sư phụ nàng lúc ấy tâm tình không tốt lắm, ta không dám nhiều lời. Thiên Trần Nhược nhướng mày, nói, sư tôn hận nhất người khác tự tiện làm việc, Nguyệt Tâm, ngươi cũng không phải không biết tính tình của nàng. Ngươi lần này coi như cứu tỉnh ta, chỉ sợ cũng tránh không được bị sư tôn một trầu trách phạt. Thiên Nguyệt Tâm lập tức khủng hoảng, nói. Tỷ tỷ, vậy làm sao bây giờ? Thiên Trần Nhược thở dài một tiếng, nói ai, cái kia cũng không cách nào, đành phải đi cùng sư tôn nhận lầm. Thiên Nguyệt Tâm e sợ tiếng nói, được a. Diệp Thần an ủi nói ra, ta cùng các ngươi cùng đi. Thiên Nguyệt trong nội tâm tâm an tâm một chút, nói cảm ơn ngươi. Luân hồi chi chủ. Thương nghị cố định, ba người theo lòng đất trong động quật ra tới, chuẩn bị đi Già Ly sư thái bế quan, nhưng vào lúc này, trên bầu trời gió lốc buông xuống, khí lưu gào thét, kinh khủng thiên đế khí ở chân trời ấp ủ, sau đó chỉ thấy một đạo uy nghiêm lãnh khốc thân ảnh, hàng lâm xuống, đúng là Già Ly sư thái. Nàng thế mà đích thân đến. Nhìn thấy Già Ly sư thái buông xuống, Thiên Trần Nhược cùng Thiên Nguyệt Tâm đều là kinh hãi. Diệp Thần vẻ mặt cũng là chìm xuống. Đã thấy lúc này Già Ly sư thái, so với trước đây, lại già đi rất nhiều, trên mặt sinh ra nếp nhăn, mái tóc màu đen toàn bộ biến thành trắng, lộ ra 10 điểm tang thương. Sư phụ, Thiên Nguyệt kinh hãi hoảng chớ định, lập tức liền quỳ xuống. Thiên Trần Nhược ngẩn ngơ, cũng là cuống quýt quỳ xuống. Ha ha, Già Ly sư thái cười lạnh một tiếng, con người đảo một vòng. Nhìn về phía Diệp Thần, luân hồi chi chủ, ta không phải đã sớm gọi ngươi rời đi sao? Diệp Thần khom mình hành lễ, vội nói, vãn bối gặp qua Già Ly sư thái tựa hồ thương tang. Già Ly sư thái cười lạnh nói, đó là tự nhiên, ngươi xúc động tâm ma của ta, mấy ngày nay thời gian, ta chịu khổ sở, quả thực không nhỏ. Diệp Thần xin lỗi nói, thật có lỗi. Già Ly sư thái hừ một tiếng. Lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất Thiên Trần Nhược cùng Thiên Nguyệt Tâm, nói, mấy ngày nay, ngươi là lặng lẽ lưu lại, cùng Nguyệt Tâm nha đầu này, đem Trần Nhược cứu tỉnh rồi. Diệp Thần nói, đúng vậy. Già Ly sư thái cười ha ha, nói, đây là đại công đức một kiện, vì chuyện gì trước không nói cho ta. Diệp Thần nói, khục, lúc ấy sư thái muốn bế quan, vãn bối không dám đánh nhiễu. Già Ly sư thái lại nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Tâm, nói, Nguyệt Tâm. Ngươi thật to gan, chuyện lớn như vậy, thế mà cũng dám gạt ta. Ngươi biết rõ tỷ tỷ ngươi lâm vào điên, vạn một luân hồi chi chủ cứu nàng không thành, ngược lại đem tính mệnh mắc vào, ngươi bảo ta làm sao cùng Phật tổ giao phó. Thiên Nguyệt Tâm khủng hoảng nói, đệ tử lỗ mãng, thỉnh sư phụ thứ tội. Già Ly sư thái nói, ngươi sai lầm cực lớn, không biết lễ phép, ta là không thể tha thứ ngươi. Thiên Nguyệt Tâm vẻ mặt lập tức trắng bệch, toàn thân run rẩy. Thiên Trần Nhược hoảng hốt vội nói, sư tôn, Nguyệt Tâm nếu có cái gì sai, ta thay nàng bị phạt là được. Già Ly sư thái đôi mắt híp lại, nói, hai người các ngươi tỉ muội, ta đều muốn phạt, ân. Liền phạt các ngươi đời đời kiếp kiếp, cho luân hồi chi chủ làm nô là bộc. Thiên Trần Nhược cùng Thiên Nguyệt Tâm ngẩn ngơ, không nghĩ tới Già Ly sư thái nói tới trừng phạt, chính là để cho các nàng đi làm Diệp Thần nô bộc. Già Ly sư thái tầm mắt chuyển hướng Diệp Thần. Nói, luân hồi chi chủ, ta hai cái này gian ngoan không yên đồ đệ,
liền giao cho ngươi dạy dỗ. Diệp Thần sững sờ, nói, sư thái, cái này không được đâu. Hắn không nghĩ tới Già Ly sư thái, sẽ đem này hai tỷ muội đưa cho mình. Già Ly sư thái nói, không có gì không tốt, ngươi nếu không muốn nhận hạ các nàng, ta đây đưa các nàng nhốt vào Hắc Long Đàm phía dưới đi, dạy các nàng thật tốt tỉnh lại. Diệp Thần vội nói, không cần, không cần. Sư thái, ân, ta nhận lấy là được. Hắn theo Thiên Trần Nhược trong tay, lấy được thương linh dược giới tọa độ cầu, tìm kiếm chu tước mảnh vỡ có hy vọng, hắn tự nhiên thì không muốn thấy Thiên Trần Nhược tỉ muội lại chịu khổ. Già Ly sư thái nghe được Diệp Thần đáp ứng, lập tức hài lòng cười cười, nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, về sau hai chúng ta nhà, liền là sát đồng minh. Nàng đem Thiên Trần Nhược, Thiên Nguyệt Tâm hai tỉ muội đưa cho Diệp Thần, nhưng thật ra là có thông gia ý tứ, muốn bảo đảm Thiên Tử Tĩnh Trai cùng luân hồi trận doanh minh ước đầy đủ vững chắc. Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, kỳ thật Già Ly sư thái rất không cần phải như thế, nàng muốn cùng luân hồi trận doanh kết minh, hắn tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Thiên Trần Nhược cùng Thiên Nguyệt Tâm, biết mình về sau liền muốn trở thành Diệp Thần nô bộc, vậy dĩ nhiên là 10 điểm mừng rỡ, có thể đi theo tại Diệp Thần tả hữu. Đối với các nàng tới nói, có thể nói là thiên đại tạo hóa cùng may mắn. Già Ly sư thái nói, luân hồi chi chủ, mời đi theo ta còn có chút sự tình, nghĩ thương lượng với ngươi một thoáng. Ngự phong phi lên. Diệp Thần ồ một tiếng, cảm thấy nghi hoặc, liền trước hướng Thiên Trần Nhược hai tỷ muội tạm biệt, cũng ngự phong mà lên, đi theo Già Ly sư thái tiến đến. Già Ly sư thái mang theo Diệp Thần, đi vào Linh Tử Sơn đỉnh. Đỉnh núi gió lạnh gào thét. Một mảnh sơ xác tiêu điều, Già Ly sư thái tóc trắng bồng bềnh, đôi mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ tinh mang, nhìn chăm chú lấy Diệp Thần, nói, năm đó sự tình, Trần Nhược đều nói cho ngươi biết. Diệp Thần trong lòng hơi động, thương linh dược giới lai lịch, chôn xương thâm uyên huyền bí, chu tước mảnh vỡ hạ lạc, sâu uyên ma tộc truyền thuyết, còn có thiên địa lật đổ truyền ngôn các loại, thật sự là hắn là biết đại khái rõ ràng, liền gật đầu nói ừm, nói cho một chút. Già Ly sư thái thở dài một tiếng, nói, năm đó cái kia chu tước mảnh vỡ hóa hình vì thần điểu, lây dính thâm uyên ma khí, ta nhận hắn gây thương tích, không chỉ là bị bỏng hủy dung nhan, còn lọt vào thâm uyên ma khí xâm lấn, vì vậy tâm ma đặc biệt nghiêm trọng. Bất quá mấy ngày nay, ta dùng thân thể thần hồn mài mòn làm đại giá, đã thoáng áp chế tâm ma, không có gì đáng ngại, chẳng qua là đạo pháp căn cơ bởi vậy mài mòn, đời ta, là không tiếp tục đột phá nhập siêu phẩm thiên đế khả năng. Diệp Thần im lặng, cũng không biết nói cái gì cho phải, sợ lại xúc động Già Ly sư thái tâm ma. Già Ly sư thái cười ha ha, nói, ngươi cũng là không cần câu nệ như vậy, chuyện đã qua, hồi tưởng lại, năm đó ở cái kia chôn xương thâm uyên, ta thấy được cái kia đỉnh thiên lập địa màu vàng kim trụ lớn, ta nhận ra, đó cùng có quan hệ. Ha ha, ngươi hẳn còn chưa biết, linh ga trụ là cái gì a? Diệp Thần ho khan một thoáng. Nói, sư thái, kỳ thật ta biết. Già Ly sư thái ngẩn ngơ, gật đầu nói, không hổ là luân hồi chi chủ, thế mà còn biết bí ẩn như vậy truyền thuyết, cái kia linh ga trụ, là vĩ đại pháp lực biểu tượng, ta vốn là tỳ thấp nô tín đồ, chịu cứu thục pháp hoàn bảo hộ, nhưng năm đó không địch lại chu tước, kém chút bị thiên hỏa thiêu chết, cũng không có thấy tỳ thấp nô bảo hộ ta. Cũng là ta tại trong tuyệt cảnh, đạt được linh ga trụ vĩ đại kim quang bảo hộ, chúc phúc, cứu được tính mạng của ta. Từ nay về sau, ta liền cải biến tín ngưỡng, tu hủy diệt nói. Đạo pháp, liền là hủy diệt nói, hắn là kinh khủng nhất hủy diệt chi thần. Thế gian lưu truyền hủy diệt đạo pháp, đều là từ trên người lưu truyền tới, ta có một môn đại thiên thần diệt trường, là chân truyền một trong, luân hồi chi chủ, người có hứng thú, có thể học một ít. Nói xong, Già Ly sư thái móc ra một cuốn quyển trục, đưa cho Diệp Thần. Đại thiên thần diệt trường. Diệp Thần nhìn xem cái kia quyển trục, mơ hồ cảm nhận được một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức, hắn trước kia cũng tu luyện qua một môn thần thông, gọi hủy diệt đạo ấn, nhưng hủy diệt đạo ấn uy lực, rõ ràng không thể cùng đại thiên thần diệt chỉ tay so. Môn này đại thiên thần diệt trường tu luyện quyển trục, chỉ là quyển trục tản ra khí tức, liền để Diệp Thần có loại tim đập nhanh cảm giác. Già Ly sư thái mỉm cười cười nói, đúng vậy, ngươi tu luyện đại thiên thần diệt trường, liền có thể cảm nhận được vĩ đại thần thông. Nói không chừng ngươi cũng sẽ giống như ta, trở thành tín đồ. Ha ha, ta nếu có thể giúp nhận lấy ngươi loại cấp bậc này tín đồ, vậy thì thật là thiên đại công lao. Nguyên lai nàng đem đại thiên thần diệt trường tu luyện quyển trục,
truyền cho Diệp Thần, là có truyền giáo ý tứ, cũng muốn lôi kéo Diệp Thần cùng một chỗ, trở thành tín đồ. Mạnh mẽ, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, hắn Linh Ga Trụ, liền Phạm Thiên cùng Tỳ Thấp Nô, đều không thể leo đến đỉnh phong. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta sẽ không tin phụng bất luận cái gì người, ta chính là mình thần. Thân là luân hồi chi chủ, hắn đạo tâm cao thượng, không có khả năng đi thờ phụng bất luận cái gì thần linh. Hắn liền là chính hắn thần. Già Ly Sư Thái cười nói, ta biết, vậy ngươi và kết một thiện duyên, cũng là tốt, thu cất đi. Diệp Thần trong lòng khẽ động, là thiên đạo tam tướng thần bên trong lực phá hoại tồn tại cường đại nhất, là kinh khủng nhất hủy diệt chi thần. Hắn coi như không thờ phụng, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không tìm đường chết đi mạo phạm, có thể kết một thiện duyên, tự nhiên là chuyện tốt. Đa tạ sư thái truyền công, ta đây liền nhận. Ngay sau đó, Diệp Thần liền nhận cái kia đại thiên thần diệt trường tu luyện quyển trục. Già Ly Sư Thái mặt mày hớn hở, nói, rất tốt, rất tốt. Dừng một chút, nàng biểu lộ lại trở nên nghiêm nghị, nói, luân hồi chi chủ, chúng ta bây giờ là sát đồng minh, ta nghĩ ủy thác ngươi điều tra một ít chuyện. Diệp Thần nói, Sư Thái mời nói. Già Ly Sư Thái nói, ta ngủ say không biết nhiều ít kỷ nguyên, tô tỉnh về sau, lại nghe nói thiên đạo tam tướng thần, đều đã ngã xuống, bọn hắn thần cách, rơi xuống đến không không lúc nào không, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần nói, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo tam tướng thần mạnh mẽ, là lăng giá tại trên thiên đạo mạnh mẽ, phàm phu tục tử cho rằng thiên đạo chí cao, tam tướng thần là theo thiên đạo bên trong sinh ra. Loại ý nghĩ này sai lầm cực lớn. Trên thực tế, thiên đạo tam tướng thần đều đã siêu việt thiên đạo, bình thường người thoạt nhìn vô cùng vĩ đại thiên đạo khối Rubik, đối Phạm Thiên, Tỳ Thấp Nô, ba vị đại thần tới nói, bất quá là đồ chơi tồn tại. Cái kia thiên đạo tam tướng thần cường đại như vậy, theo lý mà nói, bọn hắn là không thể nào ngã xuống, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn liền vẫn lạc, thần cách đi rơi xuống không không lúc nào không, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Già Ly Sư Thái nói, ta không biết thiên đạo tam tướng thần, đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng ta nghe được thần Siva nhắn lại, hắn gọi ta đi tìm hắn ngã xuống thần cách, giúp hắn khôi phục. Nhưng, ta không biết hắn thần cách, đến cùng rơi xuống ở nơi nào, luân hồi chi chủ, các ngươi luân hồi trận doanh, thần thông quảng đại, nếu là có thể, còn mời thay ngươi điều tra tìm một cái. Diệp Thần nhíu mày trầm tư, nói, điều tra thần cách hạ lạc sao? Già Ly Sư Thái nói, đúng thế. Diệp Thần nói, tốt, ta sẽ lưu ý. Già Ly Sư Thái nói, đa tạ, cái kia, tiếp đó, ngươi là chuẩn bị đi thương linh dược giới rồi. Diệp Thần nói, đúng vậy. Già Ly Sư Thái thở dài một tiếng, nói chính ngươi cẩn thận đi, thương linh dược giới, thiên địa đã lật đổ, thế giới kia, sớm đã bị hắc ám che mất, đến mức ngươi muốn tìm chu tước mảnh vỡ, cũng quấn quanh lấy vực sâu kinh khủng ma khí, ngươi mong muốn thu lấy. Lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Diệp Thần nói, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, ta đều muốn đi một chuyến, cái kia chu tước mảnh vỡ, đối ta cực kỳ trọng yếu. Già Ly Sư Thái tầm mắt chuyển động, trầm ngâm nghĩ đo một cái, lại móc ra một cây ngọc châm, nói, ngươi như khăng khăng muốn đi, này ngọc châm ngươi cầm lấy. Diệp Thần ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Già Ly Sư Thái thở dài, xem như tín vật đi, là đúc tinh long thần chân truyền đệ tử. Một cái gọi Long Vấn Thiên người, lễ vật tặng cho ta. Cái kia Long Vấn Thiên, chân thân là một đầu thiên đế băng long, năm đó ta liên thủ với hắn, muốn dựa vào hắn hàn băng thân thể, băng phong chu tước thần điều, từ đó thu lấy chu tước mảnh vỡ. Đáng tiếc, chu tước thiên hỏa quá mức khủng bố, căn bản băng không phong được, hắn là bị sống sờ sờ đốt chết rồi, thì cốt vẫn lạc tại thương linh dược giới. Nhưng giống hắn loại cấp bậc này tồn tại, sẽ không dễ dàng đều chết hết. Bây giờ tuế nguyệt trải qua nhiều năm, hắn hẳn là khôi phục, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Người đi đến thương linh dược giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, tóm lại khắp nơi không tiện, cầm lấy căn này cây châm, Long Vấn Thiên có thể bắt được khí tức của ngươi, hắn sẽ cho ngươi một điểm chiếu cố. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, hắn lần này đi thương linh dược giới, 10 điểm mạo hiểm, nếu có thể có người tiếp ứng, tự nhiên không thể tốt hơn, liền nhận lấy cái kia ngọc châm. Nói, đa tạ sư thái. Ngọc châm nơi tay, Diệp Thần trong mơ hồ, có thể bắt được Già Ly Sư Thái năm đó, cùng Long Vấn Thiên ở giữa, hẳn là có một đoạn tình duyên, đáng tiếc cuối cùng là vô tật mà chấm dứt. Đêm đó,
Diệp thần ngay tại thiên tử tĩnh trai bên trong, làm sơ nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng mai, liền xuất phát đi thương linh dược giới. Hắn xuất ra giả ly sư thái cho tu luyện quyển trục, đem bày ra. Trên quyển trục mặt, in đại thiên thần diệt trưởng pháp quyết tu luyện, bối cảnh là pháp tướng đồ đằng. Có muôn vàn pháp tướng hình ảnh, ban đầu pháp tướng, xưng là nguyên thủy tướng, trên quyển trục mặt bối cảnh, liền là nguyên thủy tướng, đỉnh đầu trang trí lấy trăng khuyết cùng tinh hà, cổ treo một chuỗi khô lâu vòng cổ, trên thân nửa thân trần, bày biện ra cường tráng cơ bắp, hạ thân bọc một đầu da hổ váy ngắn, thân quấn rắn hổ mang, cầm trong tay tam xoa kích cùng cung tiễn, như là man hoang trong truyền thuyết người nguyên thủy, biểu lộ ra ra một cỗ thô kệch, dã tính, buông thả, tiêu sái ý vận. Quyền trục dùng pháp tướng đồ đằng làm nền, ấn viết đại thiên thần diệt trưởng pháp quyết tu luyện, vẽ lấy từng cái trưởng ấn, phía trên đánh dấu có khí cơ lưu động tuyến đường. Diệp thần tĩnh tâm lĩnh hội, liền thấy môn này đại thiên thần diệt trưởng, cuồn cuộn rộng rãi, bác đại tinh thâm, ẩn chứa vô cùng thâm ảo hủy diệt đạo uẩn, một trưởng ra, có thể hủy diệt vạn giới tinh hà, bá khí vô cùng, là chân truyền thần thông một trong. Diệp thần thiên phú cực cao, lĩnh hội một đêm. Đại khái mò tới đại thiên thần diệt trưởng cánh cửa, môn này trưởng pháp học tập cũng không khó khăn, khó liền khó tại thi triển. Thi triển đại thiên thần diệt trưởng, phải có hủy diệt hết thảy quyết tâm, một trưởng ra, hủy diệt phong bạo bừa bãi tàn phá, cũng có thể sẽ cắn trả tự thân, vì vậy cần phải cường đại thể phách cùng tu vi chống đỡ. Diệp thần đoán chừng dùng chính mình thiên nguyên cảnh 5 tầng trời cao giai tu vi, mong muốn thi triển đại thiên thần diệt trưởng, vẫn có chút khó khăn. Bất quá hắn thủ đoạn thần thông rất nhiều, cũng không kém một môn đại thiên thần diệt trưởng, này trưởng pháp với hắn mà nói, dệt hoa trên gấm thôi, học thành cũng là qua loa, sẽ không cũng không có gì có thể tiếc. Ánh nắng sáng sớm rơi xuống, Diệp thần liền đứng dậy đi cùng già ly sư thái cáo biệt, sau đó rời đi thiên tử tĩnh trai, xuất phát đi tới thương linh dược giới. Tại trước khi đi, hắn đem thiên trần nhược cùng thiên nguyệt tâm hai tỷ muội đều thu đến luân hồi thiên quốc bên trong đi. Từ đó hai nữ liền là Diệp thần nô bộc, dĩ nhiên, Diệp thần là đưa các nàng xem như bằng hữu. Cuối cùng xuất phát, Diệp thần, người nhất định phải cầm tới chu tước mảnh vỡ a. Luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong nữ hoàng thấy Diệp thần rốt cục muốn đi thương linh dược giới, cũng là hưng phấn lên, chỉ muốn mau sớm cầm tới chu tước mảnh vỡ. Này chu tước mảnh vỡ, là cứu vớt đại từ thụ hoàng nơi mấu chốt. Ta biết. Diệp thần gật đầu. Khu động lấy thiên quang trục nhật hạm, tốc độ cao đi tới thương linh dược giới. Đao Phong nữ hoàng nói, này thương linh dược giới, có thể sẽ có vô tận hung hiểm, ta nắm bốn đuôi cho ngươi, có thể giúp ngươi đối phó một chút bất chắc. Liền đem bốn đuôi thần thú giao cho Diệp thần. Đa tạ tiền bối, Diệp thần nhận lấy. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, đúc tinh long thần lãnh địa, long thần thiên uyên đảo, khả năng cũng phiêu lưu đến thương linh dược giới, ngươi có thể đi điều tra một thoáng. Thương linh dược giới có thể nói là rất nhiều nhân quả hội tụ chỗ, Lạc Phi Thiên cũng đã sớm suy tính đến, Long Thần Thiên Uyên đảo khả năng đã tại thương linh dược giới cắm rễ. Được. Diệp thần gật gật đầu, chiếu vào thiên trần nhược cho tọa độ cầu, tăng thêm tốc độ đi tới thương linh dược giới. Thiên quang trục nhật hạm dùng tốc độ cực nhanh, tại không không lúc nào không chủ thế giới trong hư không tối tăm xuyên qua, rất nhanh, Diệp thần ngay tại mịt mờ trong hư không tối tăm, thấy được một đầu to lớn rùa đá. Đầu kia to lớn rùa đá pho tượng, đứng sừng sững ở trong hư không tối tăm, tựa như là một loại nào đó cổ lão vĩ đại đồ đằng, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền thấy rung động cùng sùng bái. Tương truyền thiên tổ năm đó, đem cự quy theo thế giới bên ngoài mang tới, cự quy trên lưng ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, cơ hồ sụp đổ hầu như không còn, chỉ có thương linh dược giới còn lại. Cây còn lại quả to thương linh dược giới, nhưng cũng cảm nhận được hứng thú. Hắn ban thưởng một điểm linh ga trụ phát sáng, tại thương linh dược giới bên trong xây dựng chôn xương thâm uyên, làm một cái rác rưởi lấp chôn tràng, chính là lễ vật đưa cho thiên tổ. Chỉ bất quá, chẳng ai ngờ rằng, thương linh dược giới sẽ có một ngày, thiên địa lật đổ, chôn xương trong vực sâu tích lũy rác rưởi, vô số thi cốt cùng dơ bẩn, lại toàn bộ nghiêng đổ ra. Diệp thần phi đến cái kia cự quy pho tượng phía trên, liền thấy rùa trên lưng, có từng cái ngăn chứa. Ngăn chứa bên trên có từng khối bùn, mỗi một khối bùn, kỳ thật bên trong đều ẩn chứa một cái đại thế giới, bất quá phần lớn thế giới, đã sớm hủy diệt đi, chỉ còn lại có thương linh dược giới còn may mắn còn sống sót. Diệp thần chiếu vào thiên trần nhược cho tọa độ cầu, tìm được thương linh dược giới chỗ,
liền thu hồi thiên quang trục nhật hạm, trực tiếp phi thân trốn vào đi vào. Phảng phất xuyên qua một tầng kinh khủng không gian phong bạo, bên tai nương theo lấy ma thần gào thét cùng gào thét, trước mắt phảng phất có được từng màn vặn vẹo cảnh tượng, trời đất quay cuồng. Diệp Thần chấn định đạo tâm, ổn định thân hình, xuyên qua không gian phong bạo, đợi đến xoay tròn lắng lại, hắn đã đáp xuống một thế giới lạ lẫm bên trong. Cái thế giới này, bầu trời là hắc ám màu sắc, bốn phía một mảnh thảm đạm, theo bầu trời tăm tối phía trên, mưa sa mưa như chút nước mà xuống, nhưng mưa như chút nước cuồn cuộn dưới, ngoại trừ mưa một chút ra, còn có cặn thuốc, tàn toái thi hài, đủ loại bẩn thỉu rác rưởi, bỏ hoang kim loại cùng binh khí, tảng đá, màu đen chất lỏng cùng dòng máu các loại. Này chút dơ bẩn hỗn loạn đồ vật, không ngừng từ không trung bên trên chút xuống tới, không biết từ khi nào bắt đầu, cũng không biết tới khi nào có thể kết thúc. Toàn bộ thế giới, sơn xuyên đại địa, rừng rậm thảo nguyên, đã toàn bộ bị này chút hỗn loạn bẩn thỉu đồ vật bày khắp, khắp nơi đều là mục nát hôi thối, trên trời mưa, là thi thể mưa, cơn mưa rác thải, nước bẩn mưa, chướng khí cùng ô uế làm người buồn nôn, so ác mộng còn cảnh tượng thê thảm để cho người ta động dung. Nơi này chính là thương linh dược giới sao, thoạt nhìn, cái thế giới này đã hướng đi tận thế. Diệp Thần nhướng mày, linh khí hộ thể, quanh thân hình thành một tầng lồng khí, đem bầu trời hạ xuống nước bẩn cùng tang vật toàn bộ bắn ra. Diệp Thần hoài nghi mình tới lộn chỗ, cái thế giới này thoạt nhìn đã bị hắc ám bao phủ, so phế tích còn khốc liệt hơn, hắn thần thức thả ra ngoài, tại trong phạm vi 10 vạn dặm, thế mà tìm không được một cái vật sống, cho dù là một đầu nhỏ yếu nhất côn trùng cũng không có. Cái thế giới này thoạt nhìn đã triệt để hủy diệt, bị này chút liên miên bất tuyệt hắc phủ che hết. Đao Phong Nữ Hoàng nói, hẳn là thương linh dược giới không sai, chẳng qua là thiên địa lật đổ. Diệp Thần nghĩ thầm cũng hẳn là như thế, hắn có thể bắt được chu tước mảnh vỡ một tia mịt mờ năng lượng ba động, nơi này xác thực liền là thương linh dược giới, nhưng thiên địa đã lật đổ, ngày xưa thương linh dược giới, ném vào chôn xương trong vực sâu vô số khoảng mấy thứ bẩn thỉu, giờ phút này toàn bộ từ trên bầu trời chút xuống tới. Này màu đen ô mưa, cũng không biết rơi xuống bao nhiêu năm. Đao Phong Nữ Hoàng hỏi, Diệp Thần, có thể cảm nhận được chu tước mảnh vỡ khí tức sao? Thiên địa lật đổ, màu đen ô mưa chút xuống, che mất hết thảy, Đao Phong Nữ Hoàng cũng bắt không đến bất luận cái gì sóng linh khí, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có bóng tối vô tận ô uế. Nhưng, Diệp Thần là luân hồi chi chủ, chu tước mảnh vỡ là một phần của thân thể hắn, mặc dù hắc ám ô mưa khuynh thiên, hắn cũng là có thể bắt được chu tước mảnh vỡ năng lượng ba động. Có thể cảm nhận được chu tước mảnh vỡ, hoàn toàn chính xác liền ở cái thế giới này. Nhưng, cái thế giới này quá lớn, mà lại hắc phủ đầy trời, nhiễu loạn thiên cơ, ta vô pháp tinh chuẩn khóa chặt chu tước mảnh vỡ hạ lạc. Diệp Thần khẽ cau mày lấy, hắn mặc dù có thể cảm giác được chu tước mảnh vỡ tồn tại, nhưng vô pháp khóa chặt xác thực tọa độ. Đao Phong Nữ Hoàng nói, có lẽ vẫn là tại kia cái gì chôn xương thâm uyên đi, liền là không biết cái kia chôn xương thâm uyên ở nơi nào. Kia cái gì già ly sư thái, không là cho ngươi một cây ngọc châm. Nhanh lấy ra a, triệu hoán kia là cái gì long vấn thiên tới. Nàng hiện tại muốn nhất, liền là tìm tới chu tước mảnh vỡ, cứu vớt đại từ thụ hoàng. Diệp Thần liền lấy ra già ly sư thái ngọc châm bên trên có già ly sư thái khí tức, nếu như long vấn thiên thật ở cái thế giới này, mà lại đã thức tỉnh, hắn là có thể bắt được. Chúng ta đợi chờ đi. Diệp Thần tĩnh lòng tại chỗ chờ, hắc phủ đầy trời, thế giới như phế tích, nếu như không có người dẫn đường, chính hắn đi tìm chu tước mảnh vỡ, chẳng có mục đích, chỉ sợ vô cùng gian nan. Như vậy chờ lấy, liền chờ hai ngày, Diệp Thần cũng không thấy có người đến đây, cũng là có thể thấy bên trên bầu trời, tình cờ lướt qua mấy đạo mạnh mẽ hắc ám thân ảnh, cái kia khí tức kinh khủng, làm người sợ hãi, không biết là nhân vật gì. Diệp Thần cũng không cần tận lực ẩn tàng khí tức. Bởi vì mưa như chút nước hắc phủ bao phủ phía dưới, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, người khác cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Đợi thêm một ngày, nếu là còn không người tới, chúng ta sợ là muốn chính mình hành động. Diệp Thần nắm ngọc châm, có chút bất đắc dĩ. Lệnh! Cái này thương linh dược giới, so với hắn trước kia đi qua thế giới, đều khủng bố hơn, đơn độc hành động, rõ ràng nguy hiểm. Nhưng nếu như thực sự không có biện pháp, Diệp Thần cũng chỉ có thể như thế, cũng không thể một mực làm chờ lấy. Lại đợi một ngày, Diệp Thần vẫn là không có gặp có người đến, trong lòng có chút thất vọng, liền chuẩn bị rời đi.
Soạt. Nhưng vào lúc này, một đạo lăng lệ bén nhọn kiếm khí tiếng xé gió, theo Diệp Thần sau lưng chuyển đến, đâm thẳng hướng áo lót của hắn. Một kiếm này thế tới thật nhanh, như quỷ mị từ trong bóng tối giết ra, Diệp Thần cảm nhận được bén nhọn sát khí, nhìn lại, liền thấy cầm kiếm người là cái thanh niên nam tử, gương mặt lạnh lùng, cương nghị, trên trán sinh ra một đôi long giác, xem bộ dáng hiển nhiên là long tộc, cũng không phải nhân tộc, mà lại khí tức thập phần cường đại. Diệp Thần trong lòng thất kinh, liền thấy cái này long giác thanh niên nam tử, tu vi cảnh giới cao hơn hắn ra rất nhiều. Thiên bi, sắc. Hắn gặp nguy không loạn, biết thủ đoạn, ngăn không được cái kia kiếm của thanh niên nam tử, liền gọi ra thiên bi. Ninh một tiếng, cái kia thanh niên nam tử, nhất kiếm đâm vào thiên trên tấm bia, cũng không có thể gây tổn thương cho tổn hại thiên bi một chút, ngược lại mình bị chấn động đến sau lui ra. Thanh niên nam tử nhìn thấy thiên bi, lập tức giật nảy cả mình, thu kiếm hô, ngươi là luân hồi chi chủ. Diệp Thần đánh giá thanh niên nam tử, nói, xin hỏi các hạ là Long Vấn Thiên sao? Thanh niên nam tử nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay ngọc châm, chi này cây châm, ngươi từ nơi nào có được? Diệp Thần nói, nguyên lai các hạ liền là Long Vấn Thiên, ngươi khả năng đối ta có hiểu lầm gì đó, này ngọc châm là già ly sư thái tự tay cho ta, nói bằng tín vật này, có thể tới tìm ngươi, tìm kiếm ngươi chiếu cố, chẳng qua là không nghĩ tới các hạ vừa thấy mặt, lại muốn ra kiếm đâm giết. Long Vấn Thiên chấn động, lại là một hồi hốt hoảng, nói, già ly sư thái. Là A Lâu già ly cô nương sao? Ngươi, ngươi bảo nàng sư thái, nàng đã rất già sao? Diệp Thần nghe Long Vấn Thiên xưng hô già ly sư thái gọi cô nương, không hiểu cảm thấy có điểm hoang đường, lại thấy hắn mặt mũi tràn đầy quyến luyến ngưỡng vọng chi ý, liền biết trong lòng của hắn đối già ly sư thái hâm mộ có thừa, nhân tiện nói. Ngô, già ly sư thái có già hay không, các hạ về sau có rảnh ra ngoài, có thể tự mình đi gặp nàng một chút. Đem ngọc châm đưa cho Long Vấn Thiên. Long Vấn Thiên tiếp nhận ngọc châm, nhẹ nhàng phủ sờ một chút, động tác nhu hòa đến như hồ đồ thiếu niên lần thứ nhất vuốt ve da thịt của tình nhân, hắn lại mặt mũi tràn đầy lòng chua xót, nói ta không ra được, hài cốt của ta từng ngã xuống nơi này, sau này khôi phục, tính mệnh liền cùng địa mạch buộc chặt, không thể thoát ly thương linh dược giới, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thần nói, có đúng không? Long Vấn Thiên thở dài một tiếng, gương mặt lại khôi phục cương nghị cùng lạnh lùng, thu hồi ngọc châm, nói thôi, đều đi qua, nếu là già ly cô nương gọi ngươi tới, vậy ngươi có gì cần hỗ trợ, ta sẽ tận lực. Mới vừa là ta hiểu lầm ngươi, còn tưởng rằng ngươi cầm lấy ngọc châm, đối già ly cô nương làm cái gì làm loạn cử động. Diệp Thần nói, không sao, một chút hiểu lầm nhỏ, các hạ là cùng già ly sư thái cùng thế hệ nhân vật, ta đây phải gọi ngươi một tiếng tiền bối. Long Vấn Thiên nói, tiền bối không dám nhận, ngươi nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng Long Đại Ca, ta là Đúc Tinh Long Thần chân truyền đệ tử, Ngô, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi có phải hay không cũng cùng Đúc Tinh Long Thần đại nhân có cái gì sâu xa. Ta từ trên người ngươi, tựa hồ bắt được một tia Long Thần đại nhân nhân quả khí tức. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, mơ hồ cảm nhận được Diệp Thần cùng Đúc Tinh Long Thần ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại nào đó sâu xa. Diệp Thần nghĩ đến chính mình tu luyện Đúc Tinh Long Thần Thiên làm thịt Đúc Tinh thuật cùng Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp, nghĩ đến cũng xem như hắn truyền nhân, nhân tiện nói đến, ta cũng xem như Đúc Tinh Long Thần đệ tử đi, Long Đại Ca, ta đây phải gọi ngươi một tiếng Sư Huynh A. Long Vấn Thiên cười ha ha một tiếng, vui vẻ nói, trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Luân Hồi Chi Chủ, lại có thể là sư đệ của ta đây thật đúng là vinh hạnh cực điểm. Tốt sư đệ, đằng trước chính là Long Thần Thiên Uyên Đảo. Là sư phụ năm đó muôn vàn lĩnh địa bên trong, duy nhất lưu lại địa bàn, ta dẫn ngươi đi nhìn một cái. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 549.